Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vớt. chương 1311, chó trang ngày mùa hè chỉ có xuyên tim có thể mang cho người ta một tia mát mẻ. Vọng Thiên, Ngọa Thảo, Tái Vọng Thiên, Tống Thư Hàng nói. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, bạch tiền bối phân thân vậy mà lại đem bế quan bên trong bản thể kéo qua, làm ám khí ném ra. Cái này phân thân quá không tu chân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Bạch Tiền Bối bản thể đích thật là chân chính vô địch ám khí. Uy lực cũng không cần nói, trên địa cầu rất nhiều hố trời nói không chừng đều là Bạch Tiền Bối kiệt tác. Càng đáng sợ chính là, cái này vô địch ám khí còn bổ sung tự động truy tung công năng. Vô luận địch nhân trốn ở chân trời góc biển, chỉ cần Bạch Tiền Bối bài ám khí thực tình muốn tìm đến địch nhân, địch nhân kia chỉ sợ cũng không chỗ che thân. Oanh. Bạch Tiền Bối bản thể duy trì khoanh chân bế quan, tư thế quăng bay ra đi, đánh vào đại hải. Mặt biển liền như là bị ném vào cao bạo tạc đạn đồng dạng, oanh một tiếng nổ tung. Cái kia đầu sóng nhấc lên rất cao, sóng lớn ngập trời. Ngay sau đó, bạch tiền bối bản thể liền như là đạn đạo đồng dạng, tại đáy biển đột tiến. Mà lại tốc độ kia, nhanh không lời nói. Phải biết bạch tiền bối thế nhưng là cửu châu nhất hào quần, bên trong nhất truy cầu tốc độ nam nhân. Tránh né tại đáy biển khe đá bên trong đầu dây ác ma, còn đang vì bản thân thế thân bí pháp đắc ý thời điểm đột nhiên hắn cảm giác thấy hoa mắt một vị xuất khí như chiếc tiên thân ảnh rơi đập tại hắn chỗ ẩn thân ta bị phát hiện rồi không có khả năng ta thế thân bí pháp lại bị khám phá đầu dê ác ma không dám tin hắn thế thân bí pháp liền cử phẩm huyền thánh cũng rất khó phát giác bây giờ lại bị bạch tiền bối bản thể đập tới sau đó là một đợt vô cùng kinh khủng trùng kích bạo tạc Thậm chí ở mảnh này hải vực đưa tới một đợt phạm vi nhỏ biển động. Thuần vật lý va chạm thức vũ khí hạt nhân. A a a đầu dê ác ma một trận kêu thảm, hắn không cách nào lại bảo trì, loài cá ngoại hình, thân hình bị xung kích đợt đánh bay ra ngoài. Audio điện tử võ tấn bền. Mà lại không biết có phải hay không trùng hợp, đầu dê ác ma bị xung kích vị trí chính là mặt biển vị trí. Sóng xung kích kết thúc lúc đầu dây ác ma bị nổ tung thủy chiều sông ra ít diện. Hắn lúc này đã vết thương trồng chất, bị vật lý vũ khí hạt nhân chính diện đập chúng, chẳng bao lâu bị nện tử, đều đã đã là hắn thực lực mạnh mẽ. Tìm được, bạch tiền bối phân thân nhìn thấy đầu dây ác ma thân ảnh, bình tĩnh nói. Tống thư hàng, coi như đạp ở hắc liên nổi lên tại mặt biển, hắn đều có thể cảm ứng được hải dương chỗ sâu va chạm. Bạch tiền bối, ngài đối ngươi như vậy bản thể thật sự không quan hệ sao? Tống thư hàng nuốt ngụm nước miếng. Bạch Tiền Bối phân thân đương nhiên nói, bản thể chính là ta, ta chính là bản thể. Ta làm sao đối với ta mình đương nhiên không có vấn đề a. À? Không nói cái này, cái này ra hỏa bị rơi ra, đối hắn. Xuất lời, Bạch Tiền Bối phân thân nắm lên Lưu Tinh kiếm, thân hình một cái chớp mắt liền xuất hiện tại đầu dây Ác Ma bên người, lại là một kiếm đâm tới. Tại hắn xuất kiếm trong nháy mắt, Lưu Tinh kiếm thượng, hàng rào tự động co vào hóa thành giữ tợn, ác độc, gai ngược. lần này đầu dê ác ma thấy rõ ràng thiên niên đệ lục thánh, bạch thánh đang di động thì thật chính là dùng không gian năng lực, thuấn gian di động, vượt qua không gian xuất hiện ở trước mặt hắn. bát phẩm liền nắm giữ không gian lực lượng, đây là ý gì? đầu dê ác ma bị bạch tiền bối bản thể ám khí chính diện đập chúng lúc liền bị thương. lại thêm lúc này chỗ hắn tại bị xung kích trạng thái, tránh cũng không thể tránh. Hắn chỉ có thể cắn răng, tế ra, tử vong liêm đao, cứng rắn ngăn cản bạch tiền bối phân thân một kiếm này. Đinh, lưu tinh kiếm đâm vào tử vong liêm đao bên trên, kiếm thượng, gai ngược, vạch một cái rồi, sau đó gai ngược lập tức bắn ra, hóa thành một chuẩn bị bén nhọn kinh cốt. Những này kinh cốt vô tình đâm đầu dây ác ma một mặt. À à, à, à đầu dây ác ma lại là một trận kêu thảm. Kinh cốt là cá voi thánh cốt, ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm công đức chi lực lực lượng này là đầu dê ác ma khắc tinh, liền xem như đâm ra một số vết thương nhỏ cũng có thể làm cho đầu dê ác ma đau kêu thảm. hạng gì hèn hạ thiết kế, mà lại trong lúc vội vã ngăn cản, lại có thể ngăn lại được bạch tiền bối phân thân toàn lực một kiếm, tử vong liêm đao bị chém bay, lưu tinh kiếm mũi kiếm vững vàng đâm vào sừng dê ác ma cổ họng, một kiếm hai động. ôi sừng dê ác ma bị đau kêu to. bất quá đối với ác ma tới nói. Yết hầu bị đâm xuyên cũng không tính vết thương chí mạng. Giờ này khắc này, đầu dê ác ma cũng không dám lại giữ lại. Hắn cắn răng một cái, sử dụng một cái bảo mệnh bí bảo. Loại này bảo mệnh bí bảo cơ bản đều là duy nhất một lần, mỗi một mai sử dụng mất đều rất đau lòng. Bí pháp bị kích hoạt, mấy trăm đầu bạch cốt chi thủ từ đầu dê ác ma sau lưng ngưng tụ, đánh úp về phía bạch tiền bối phân thân. Những này bạch cốt chi thủ bên trên mang theo lấy kiếp tiên chi lực, đây là một cái ma pháp quyển trục, phòng ấn một cái đơn thể kiếp tiên ma pháp. Bạch tiền bối phân thân nhíu mày, tay phải khẽ kéo, quất ra, lưu tinh kiếm, nhanh chóng lui lại. Ôi ôi sừng dây ác ma bưng bít lấy cổ họng của mình, gắt gao nhìn chằm chằm bạch thánh cùng bá tống huyền thánh. Hắn thôi động huyền thánh, ít hầu chỗ thương thế bắt đầu khôi phục. Đồng thời, thân thể của hắn bắt đầu dần dần lui lại. Thừa dịp, bạch cốt chi chảo, Pháp thuật hiệu quả biến mất trước, hắn muốn rời khỏi đủ xa khoảng cách. Hắn một chút xíu lui lại, chui vào mặt biển, chuẩn bị lần nữa mượn chạy trốn bằng đường thủy thoát đi. Ngay tại hắn gần nửa người đều chui vào đáy nước thời điểm, đột nhiên ngược tê dần. Hắn vừa quay đầu, phát hiện một vị uy nghiêm nữ đế tiềm ẩn trong biển. Nữ đế đầu đội bình thiên quan, cái chán con mắt thứ ba lóe ra dị dạng quang mang. Chính là bởi vì cái này con mắt thứ ba công hiệu liên, bạch cốt chi trảo, kiếp tiên cấp ma pháp, đều không cảm ứng được nữ đế ẩn núp. Lúc này, nữ đế trong tay nắm một thanh trường kiếm, cho sừng dê ác ma thọc lạnh thấu tim. Chói trang ngày mùa hè, cũng chỉ có loại này xuyên tim, có thể khiến người ta cảm giác được từng tia mát mẻ. Đáng giận, sừng dê ác ma giận dữ, hắn thôi động một bộ phận, bạch cốt chi trảo, hướng phía công đức xà mỹ nhân chụp tới. Công đức xà mỹ nhân không tránh kịp, cho nên nàng liền dứt khoát không tránh, gần nhất sử dụng bình thiên quan số lần khá nhiều, bên trong tổn chữ năng lượng càng ngày càng ít. Cho nên công đức xà mỹ nhân gần nhất dùng bình thiên quan lúc, đều rất tiết kiệm. Hai cái bạch cốt chi chảo đâm vào công đức xà mỹ nhân thân thể, đưa nàng đâm xuyên. a a a công đức xà mỹ nhân phát ra tứ đoạn thức giọng nam kêu thảm, nghẹo đầu. Đánh lén hèn hạ rác rưởi chết, sừng dê ác ma cắn răng nói. Xuất lời, hắn đang chuẩn bị đem chọc vào bản thân tim lợi kiếm kéo ra ngoài mặc dù tim cũng không phải hắn vết thương chí mạng, nhưng bị đâm vào một thanh kiếm cũng sẽ tạo thành thân thể của hắn hư nhược. Nhưng vào lúc này, công đức xà mỹ nhân tay nhỏ vặn một cái. Chọc vào sừng dê ác ma tim lợi kiếm rảo một vòng. Thật đâm tâm cộng tim như bị đau cắt. a à, 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 sừng dê ác ma mặt đều bạch. Mà lại lúc này, hắn mới phát hiện cái này, nữ đế, không phải sinh vật đây là công đức chi quang cụ hiện hóa, loại vật này phiền toái nhất, bất tử bất diệt, mà lại đối với nó còn có khắc chế lực. Cút, sừng dê ác ma khống chế bạch cốt chi chảo, đập vào công đức nữ đế trên người, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Đồng thời, ánh mắt của hắn lại nhìn phía, bạch thánh, cùng, bá tống huyền thánh. Cái nhìn này nhìn lại lúc, hắn bị đâm thấu tâm thiếu chút nữa muốn tung ra lồng ngực. Chỉ thấy nơi xa, bạch thánh trong tay giơ cao lên một cái khác bạch thánh, lại bày ra muốn, ném ném, tư thế còn tới. Này Bạch Thánh dùng sức kêu lên. Nhật, sừng dê ác ma điên cuồng thôi động bạch cốt chi chảo có loại ném qua đến, ta nhất định phải đưa ngươi, phân thân, xé thành mảnh nhỏ không thể. Sừng dê ác ma còn tưởng rằng bị ném lấy chơi là bạch thánh, phân thân, đến. Dù sao, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nhà ai phân thân sẽ đem bản thể ném lấy làm ám khí. Bất quá, chạm mặt tới lại không phải bạch thánh phân thân, mà là vô số công đức phi kiếm. Tại Bạch Thánh bên người, có một cái pháp thuật quang hoàn. Đồng thời, tại Bạch Thánh bên người có một đầu thụ yêu, còn có một đầu đèn thần chính ôm từng bó, duy nhất một lần phi kiếm, duy nhất một lần công đức phi kiếm chứa vào pháp thuật vòng bên trong. Thụ yêu là Bạch Tiền bối tự động nhặt vật bảo bảo liễu yêu khinh vũ, đèn thần tắc là lư sơn lộ ma tôn. Những này duy nhất một lần phi kiếm chứa vào pháp thuật vòng về sau, bắn ra tới. Tại bắn ra tới thời điểm, phi kiếm trên người liền bị kèm theo trên trăm loại phụ trợ năng lực. Cấp 1 gia tốc, siêu gia tốc, cường hóa, sắc bén, năng lượng gấp bội, thần tránh, gió táp phá, bắn liên hoàn, hỏa diễm gia trì, lôi điện gia trì, gió bão gia trì, tinh thần gia trì, liên hoàn phân liệt công kích kèm theo, tụ lực bạo phát, nóng rực gia trì. Còn có rất nhiều đầu dây ác ma căn bản phân biệt không ra được phụ trợ trận pháp. Một trăm loại phụ trợ trận pháp gia trì phía sau những này, duy nhất một lần phi kiếm, thượng phụ lên thất thải thần khí quang huy. Sừng dê ác ma liều mạng tồi động, bạch cốt chi chảo đi chống cự. Bạch cốt chi chảo hoàn toàn chính xác lợi hại, thuộc về cửu phẩm cấp pháp thuật. Nhưng mà, duy nhất một lần phi kiếm số lượng nhiều lắm. Một đầu bạch cốt chi chảo có thể ứng phó 10 chuôi duy nhất một lần phi kiếm, lại ứng phó không được 20 chuôi, 30 chuôi. Ba 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 ba. Hai cái hô hấp thời gian, bạch cốt chi chảo liền bị bắn nổ sau đó một cái hô hấp thời điểm, đầu dê ác ma thân thể bị bắn thành cái sàng. Lần này, hắn không có cơ hội sử dụng thế thân bí pháp. Đầu dê ác ma không cam lòng ngã xuống. Trên người hắn sinh cơ dần dần tiêu tán. Lúc này, hắn nhìn thấy tôn này công nước nữ đế lại tới gần thân thể của hắn. Đây là muốn cho ta bổ đao sao? Thật đúng là cẩn thận, bổ đao đều muốn dụng công đức chi thể tới. Trong lúc đang suy tư, công nước nữ đế lại ngồi xuống, đưa tay ở trên người hắn lục lọi lên. Một lát sau, công đức nữ đế từ trên người hắn móc đi rồi mấy khối, bát phẩm linh thạch, còn có giá trị không sai biệt lắm, ma lực thủy tinh. Còn có trên người nó ngụy trang thành một khối, da lông, không gian hộ quản pháp khí. Không phải bổ đao, là sờ thi. Công đức nữ đế mang theo chiến lợi khí, vui vẻ trở lại tống thư hàng bên người. Liền chính nàng trên người hai cái lỗ thủng lớn đều không thèm để ý, Đầu dê ác ma ý thức càng phát ra trở nên nặng nề. Bạch tiền bối, cái này ra hỏa tính, dê chủng loại sao? Nơi xa, lại truyền tới bá tống huyền thánh thanh âm. Sau đó bạch thánh thanh âm trả lời, hẳn là cũng được à, mặc dù là tây phương ác ma chủng tộc, bất quá nhìn đầu đây cũng là dê. Người pháp khí cần cái nào bộ phận, ta nhìn nó không có móng dê, nếu như người phải dùng đến móng dê, chỉ sợ không có cách nào. Sừng dê là được rồi. Bá Tống Huyền Thánh nói. Cái kia sừng dê liền cho ngươi, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hàng, cái kia cái khác chiến lợi khí Bạch Tiền Bối cầm đầu. Một lát sau, hạch tâm thế giới, lục tu tiên tử buông xuống trùy, lại nghỉ ngơi một lát. Đúng lúc này, đinh đinh hai tiếng. Nàng cúi đầu xuống, có đối sừng dê xuất hiện tại nàng bên chân. Trường 1312, tích cực hướng lên cửu châu nhất hào quần, lục tu tiên tử nhìn qua đây đối với sừng dê. Nha, lục tu tiểu cô nương, lại có vật liệu rơi xuống bên cạnh ngươi. Quy tiền bối nhắc nhở. Lục tu tiên tử, ta thấy được. Đâm tâm không, đại hải quy nói. Ha 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 ha, lục tu tiên tử đột nhiên một trận cuồng thiếu, nàng một lần nữa nắm lên lớn nhỏ song trùy, điều động cửu tu phượng hoàng hỏa diễm, hướng phía rèn đúc trên đài mai rùa đánh tới. Đinh 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 đinh, hỏa diễm bốc lên, đại trùy tiểu trùy điên cuồng ngúa, mỗi một trùy rơi xuống đều mang theo lấy phong lôi chi thanh ha 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 lục tu tiên tử phát ra sụp đổ cuồng tiếu mỗi một trùy đều mang thẳng tiến không lùi khí thế mồ hôi ướt nhẹp mái tóc dài màu vàng óng của nàng lại hóa thành sương mù bao vây lấy thân thể của nàng đại hải quy hiện thế bên trong không tốt tống thư hàng gãi đầu một cái nói mỗi lần thu đến vật liệu liền thói quen truyền vào đến hạch tâm thế giới đều quên lần trước đã đáp ứng lục tu tiên tử, muốn đem vật liệu tích lũy lấy nhiều thời điểm, lại một lần nữa tính truyền tống cho nàng. Không cẩn thận, lại đâm lục tu tiên tử trái tim. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong, dính đến, dê chính là Hắc Dương Dũng Sĩ giới chỉ, cùng răng nanh tạo thành quyển thần tướng quân giới chỉ đồng dạng, đều thuộc về chiếc nhẫn. Một đôi sừng dê vừa vặn có thể đúc hai cái chiếc nhẫn. Làm sao bây giờ? Nếu không trước hướng Lục Tu tiên tử nói xin lỗi. Không ổn không ổn, nhìn Lục Tu tiên tử bộ dáng đã bạo đi. Cho nên, không bằng trước đem sừng dê thu hồi lại, sau đó chờ nhiều tích lũy mấy món huyền thánh vật phẩm, lại tiến cho Lục Tu tiên tử. Tống thư hàng cảm giác đó là cái ý kiến hay. Tại là, hắn lại lặng lẽ đem huyền thánh sừng dê từ hạch tâm thế giới chuyển rời về đến, chuẩn bị đem hắn tổn vào đến vòng tay pháp khí bên trong đi. Lục Tu tiên tử một lát sau. Ha 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 ha, ha 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 ha, nàng tựa hồ biến càng hỏng mất, truy nện xuống khí thế càng thêm cuồng bạo. Quy tiền bối không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, hắn luôn cảm giác nếu như mình áp sát quá gần, lục tu tiên tử trùy hội rơi vào trên người hắn. Ta có phải hay không lại làm chuyện sai, tống thư hàng lau mồ hôi. Thế nào, một bên bạch tiền bối phân thân hỏi. Tống thư hàng, vừa rồi không cẩn thận làm kiện để lục tu tiên tử tức giận sự, bất quá không quan hệ, đợi nàng khí qua nên tốt. Hẳn là, không cẩn thận chọc giận một vị tiên tử, người có thể cân nhắc đưa nàng một số lễ vật. Bạch tiền bối phân thân đề nghị. Tống thư hàng gượng cười, nếu như ta hiện tại lại hướng hạch tâm thế giới tặng đồ lời nói, lục tu tiên tử hội bạo tẩu. Ha ha ha, đang khi nói chuyện, tống thư hàng thấy được bạch tiền bối sau lưng liễu thụ yêu khinh vũ. Đợi chút nữa, tống thư hàng chỉ thụ yêu khinh vũ nói, bạch tiền bối, Khinh Vũ không phải thay ta đi học sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Thủ yêu Khinh Vũ nhún nhún nhánh cây, ta bị chủ nhân triệu hoán tới được. Tống thư hàng, vọng thiên. A à ta vừa rồi một thuận tay liền đem Khinh Vũ cho gọi trở về, bởi vì Lư Sơn Lộ Thần đèn một người chuyển phi kiếm tốc độ không đủ nhanh. Bạch Tiền Bối phân thân nói, Lư Sơn Lộ Ma Tôn chỉ có hai cái tay, rời lên phi kiếm đến nào có Khinh Vũ nhiều như vậy nhánh cây tới thuận tiện. Không cần lo lắng Bá Tống Đại Nhân, khinh vũ đối Tống Thư Hàng nói, hôm nay đã tan lớp, ta cùng thi đã về tới chỗ ở của chúng ta, mới bị chủ nhân triệu hoán tới được. Tống Thư Hàng nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn xem thời gian, bi dây thời gian đã tiếp cận buổi tối 7 giờ. Bởi vì bọn họ bây giờ không có ở đây trong nước, cho nên có khi kém. Ta làm việc, người yên tâm, đậu đậu hôn lễ sau khi kết thúc, ta liền đem, khinh vũ, đưa trở về tiếp tục thay người đi học sau đó, chúng ta đi thiên ngoại đào bảo đi, bạch tiền bối phân thân nói. Đang khi nói chuyện, hắn đem đầu dê ác ma trói lại. Đầu dê ác ma sinh mệnh lực rất mạnh, mặc dù đã sắp gặp tử vong, sinh cơ tiêu tán, nhưng nó còn không có triệt để quải điệu. Nếu như bỏ ra cái giá xứng đáng, thậm chí hắn còn có thể lại cứu giúp một chút. Cái này đầu dê ác ma giao cho ta, trên người nó linh thạch cùng không gian hộ quản pháp khí cho ngươi, mà lực thủy tinh giao cho ta. Bạch tiền bối cùng tống thư hàng chia của bạch tiền bối không gian hộ oản bên trong còn có một số đồ vật tống thư hàng nhắc nhở có thể đánh giết đầu dê ác ma bạch tiền bối mới là chủ lực nhưng bây giờ đầu dê ác ma trên người tinh hoa nhất sừng dê bộ phận đã cắt cho hắn bạch tiền bối phân thân lại phải đem linh thạch cùng không gian hộ quản pháp khí đều phân cho hắn hắn cảm giác có chút không có ý tứ mặt khác không gian hộ oản còn không có phá giải hắn mở không ra. Bạch Tiền Bối phân thân, cho nên cảm giác chia của có đôi khi thật là phiền phức, không gian hộ hoãn bên trong đồ vật trước tồn ngươi cái kia, có rảnh đem hắn phá giải, có đồ tốt lại phân ta chút đi. Ta bây giờ đối với tại đầu dê ác ma thân thể càng cảm thấy hứng thú. Còn có một hơi tại thở đầu dê ác ma, xq gạch dưới me. Đối ta thân thể cảm thấy hứng thú. Bạch Tiền Bối tại đầu dê ác ma trên thân dán mấy chương trị liệu dược cao, sau đó đem hắn chứa vào đến trong một chiếc hộp. Một bên Lư Sơn Lộ Ma Tôn dùng ánh mắt thương hại ngắm nhìn đầu dây ác ma, hắn đã có loại dự cảm mấy ngày sau, Bạch Thánh bên người lại phải thêm một cái, đèn thần, ấm linh, hoặc là cái khác trang bị tương tự. Ma sát một chút phía sau liền có thể tung ra một đầu bị cắt sừng dê đầu dê ác ma cái chủng loại kia. Tống thư hàng cùng bạch tiền bối phân thân cộng bạch tiền bối bản thể về tới đậu đậu hôn lễ đội ngũ. Công đức xà mỹ nhân ngửa đầu, đem xích tiêu kiếm nuốt vào trong bụng, sau đó kèm ở tống thư hàng sau lưng. Xích tiêu kiếm. Hôm nay canh chừng thời gian có chút hơi ngắn. Tống tiền bối, tống tiền bối, tốt kích thích. Đậu đậu vũ nhu tử bản kích động nói, nhưng đáng tiếc nàng không thể tự mình tham gia chiến đấu mới vừa rồi. Thư hàng, vừa rồi ngươi có chút lỗ mãng rồi. Đậu đậu tô thị A thập lục bản có chút lo lắng nói, tống thư hàng trên người treo thiên niên đệ nhất thánh, tên tuổi, nhưng hắn căn vẫn là tứ phẩm, chính diện cứng rắn đối bát phẩm địch nhân, Quá mãng, bất quá, rất xuất khí. E a nha an ngốc, tạo hóa tiên tử. Tống thư Hàng cười hắc hắc, nói, kỳ thật không cần lo lắng, bởi vì ta hiện tại thân thể không phải bản thể a. Hắn hiện tại là bạch tiền bối dùng bí pháp, lấy nghịch kinh võ sĩ quyền sáo làm cơ sở hóa hình Tống thư Hàng hình thức. Cho nên, hắn mới dám nắm lấy Cửu Tu Phượng Hoàng đao, cùng Xích Tiêu kiếm, chính diện nhảy qua đi cùng bát phẩm cấp địch nhân chính diện cương bởi vì không phải bản thể, có thể thích hợp lãng một đợt. Mà lại, còn có bạch tiền bối ở bên người áp trận. Một bên Chu Ly lòng còn sợ hãi, còn tốt trận chiến đấu này kết thúc nhanh, đầu dây ác mà một thân thực lực cũng còn không có tới kịp hoàn toàn thi triển. Bằng không mà nói, huyền thánh ở giữa chiến đấu không nói hủy thiên diệt địa, hủy diệt mấy tòa thành thị uy lực vẫn phải có. Bọn hắn cái này chi kiệu cưới đội ngũ tuyệt đối sẽ bị tác động đến. Cửu châu nhất hào quần, đạo hữu bên trong, Lệ Chi Tiên Tử đã đem toàn bộ hình ảnh thu xuống tới. Ngày mai sẽ cho tu sĩ nhật báo gửi bản thảo đi, Thiên Niên Đệ Nhất Thánh, Bá Tống Huyền Thánh, phối hợp Thiên Niên Đệ Lục Thánh, Bạch Thánh, chém giết đầu dê Ác Ma Huyền Thánh. Cái này, Tống thư hàng tiểu hữu Huyền Thánh cấp thực lực liền càng thêm không ai hoài nghi. Bắc Hà tán nhân mỉm cười nói. Trước đó mọi người còn tại lo lắng hắn treo, Thiên Niên Đệ Nhất Thánh, tên tuổi, nhưng sẽ không cho hắn mang đến phiền phức. Hiện tại hắn lực chiến, bí đao thánh quân, lại chu sát bát phẩm đầu dê ác ma, dạng này chiến tích tại, đã đủ để chấn nhiếp số lớn hạng giá áo túi cơm. Thất sinh phù phủ chủ bình tĩnh nói. Lệ chi tiên tử thu hồi điện thoại, chúng ta cũng phải cố gắng lên, bằng không mà nói, nói không chừng có một ngày tống thư hàng tiểu hữu liền muốn lần nữa, nhân tiền hiển thánh đem chúng ta cảnh giới siêu việt quá khứ. Lệ chi tiên tử tiếng nói vừa dứt cửu châu nhất hào quần đạo hữu nhóm khóe miệng co giật, đâm tâm đâm hung ác. Bốn tháng tứ phẩm A. Ta cực hắn năm tháng ngũ phẩm. Hắn không phải nói muốn luyện chế tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, tấn thăng nữa ngũ phẩm nha, ta cảm giác một tháng thời gian khẳng định không đủ. 33 loại bản mệnh pháp khí, không có tốt như vậy chế tạo. Nhưng chỉ là đậu đậu, lấy chồng, cái này một màn kịch dọc đường, tống thư hàng tiểu hữu đã tuần tự góp nhặt rùa, chó, thỏ, nghiêu, tường, ngựa, dê, bảy loại luyện chế pháp khí tài liệu, mà lại bạch tiền bối còn muốn dẫn hắn đi vũ trụ đào bảo đến tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chỉ sợ kéo không được quá lâu thời gian tiên thuyền bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh cố gắng tu luyện từ hôm nay trở đi mỗi ngày giảm bớt một giờ nói chuyện phiếm thủy quần thời gian bắc hà tán nhân nói từ hôm nay trở đi hàng năm chỉ ít đi sông một lần bí cảnh túy cư sĩ nói từ giờ trở đi ta muốn khống chế tác tử số lần đem thời gian tiêu vào trên việc tu luyện Cuồng đao tam lãng nói. Từ năm tới lên không còn sinh con, trước trùng kích tôn giả cảnh giới. Giao bá chân quân nói. Ta cũng phải nỗ lực, nếu không liền khi CPU tư cách cũng bị mất. A phi, diệt phượng công tử chen tại hồ cá bên trong lên tiếng nói. Cửu châu nhất hào quần đạo hữu nhóm tràn đầy động lực. Hoàng Sơn chân quân nếu là ở trận, nhất định sẽ vui vẻ thút thít. Cửu châu nhất hào quần, phong cách vẽ, thật lâu không có dạng này bình thường, tích cực hướng lên qua. Bi dây thời gian 7 giờ đúng, hoàng kim đài cao tới mục đích. Đậu đậu, kiểu cưới, đội ngũ rốt cục ngưng xuống. Cho hay có phải hay không muốn bắt đầu, tiếp đó, muốn đến phiên ta thi triển diễn kỹ thời điểm đi. Đậu đậu vũ nhu tử bản vui vẻ nói. Hiện tại thư hàng ý thức đã chuyển di đi ra, lúc đầu thượng, chung, hạ ba trận, hiện tại từ hai chúng ta chia đều đi. Tô Thị A thập lục ý thức nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng thân hình đột nhiên hòa tan ra. Không tốt, Tống Tiền Bối thân thể lại biến thành một bãi. Vũ Nhu Tử nói, hóa lòng thân thể bộ phận, dung nhập quyền sáo bên trong. Nghị kình võ sĩ si quyền sáo lại, siêu, một chút, trở về đến Tống Thư Hàng đậu đậu bản trên tay phải. Đồng thời trở về còn có vòng tay pháp khí, cùng lần này từ sừng dê ác ma trên người mò được chiến lợi phẩm. Thư Hàng ý thức đâu? Tô Thị A thập lục hỏi. Tống thư Hàng đậu đậu bản, đừng nhìn ta, ý thức không có tới đây chứ? Cái kia chính là về đậu đậu trong thân thể rồi, Tô thị A thập lục nói. Quả nhiên, Tống thư Hàng ý thức lại trở về đậu đậu thân thể bên trong. Ý thức vừa trở về lúc, Tô thị A thập lục cùng Vũ Nhu tử cảm giác có một trận mê vụ, hình dáng đồ vật đập vào mặt, đưa các nàng cùng tạo hóa tiên tử ý thức toàn bộ bao phủ. Cái này mê vụ cùng Tống thư Hàng ý thức cùng một chỗ trở về. Cuối cùng sương mù ngưng tụ làm một cái, mộng cảnh. chương 1313, ta rất sâu. Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục còn có bên người một vị xinh đẹp đại tỷ tỷ, xuất hiện tại mê vụ thế giới bên trong. Ở trước mặt các nàng là một đầu rộng nửa mét đường mòn, hai bên tràn đầy mê vụ. Trong sương mù, ẩn ẩn truyền đến giã thú gầm rú, để cho người ta dùng mình. Có loại rất kỳ quái cảm giác, ba người vừa tiếp xúc với mê vụ lúc, liền có thể minh ngộ đây là một cái mộng cảnh. Vũ Nhu tử nhìn chằm chằm mê vụ, cố gắng suy tư, a thập lục, chúng ta vì sao lại tiến vào cùng một cái trong mộng? Ta cũng không biết, thư hàng đâu? Vừa rồi rõ ràng ý thức của hắn trở về a, Tô thị a thập lục tìm kiếm khắp nơi, lại tìm không thấy tống thư hàng thân ảnh. Hai nữ lại nhìn phía bên người vị thứ ba ý thức. Đó là một vị người mặc nho váy nữ tử, dáng người cao gầy đây chính là tạo hóa tiên tử chân thân tạo hóa tiên tử tút 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 sâu lỗ biếu không có cách nào giao lưu a à. tô thị a à thập lục thở dài ta cảm giác tạo hóa tiên tử có thể giao lưu bởi vì lúc trước nàng nhiều lần mượn ca hát thức gọi bậy đang cười tống tiền bối ngốc a ngốc tỷ như trước đó e a nha a ngốc ta cảm giác vậy tuyệt đối không phải gọi bậy phương thức vũ nhu tử chân thành nói tạo hóa tiên tử nhìn về phía vũ nhu tử yarat a đần Vũ Nhu Tử chỉ tạo hóa tiên tử, người nhìn, tạo hóa tiên tử tuyệt đối có ý thức. Tốt A, à, việc này trước thả một chút. Tô Thị A thập lục bình tĩnh nói, cái này mê vụ là theo thư hàng, ý thức cùng đi đến. Sau đó chúng ta xuất hiện ở, mê vụ mộng cảnh, bên trong, cái này không phải là thư hàng ý thức sinh ra, mộng, A. À. Chúng ta trước thuận đường mòn đi lên phía trước nhìn xem. Nếu là mộng, nói không chừng lúc này tống tiền bối tựa như là ngủ mỹ nhân công chúa đồng dạng tại mộng cảnh chỗ sâu trong thành bảo ngủ say, chờ lấy chúng ta quá khứ đem hắn hôn tỉnh đâu. Vũ Nhu Tử nói, Tô Thị A thập lục có chút dừng lại, sau đó nàng lỗ tai có chút đỏ lên, vậy chúng ta đi. Tam nữ thuận đầu kia đường nhỏ, hướng mê vụ mộng cảnh chỗ sâu bước đi. Trên đường đi, trong sương mù tiếng thú gào không ngừng, thanh âm càng ngày càng phức tạp. Đi ra hơn nhìn thước lúc, cái kia giống lên một tiếng bên trong tăng lên thê lương quỷ kêu thanh âm, còn có ác ma dụ hoặc than nhẹ, cái này mê vụ mộng cảnh thật quỷ dị, Vũ Nhu Tử nói. Tô Thị A thập lục cao mày, có lẽ đây không phải thư hàng mộng cảnh. Một người mộng cùng tính cách của hắn, phương thức tư duy hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ, lấy tống thư hàng tính cách hẳn là sẽ không ngưng tụ quỷ dị như vậy mộng cảnh mới đúng. Thập lục, tạo hóa tiên tử, các người có hay không cảm giác đầu này đường nhỏ căn bản không có quý bộ dáng, chúng ta đi hơn nghìn thước tả hữu đi, nhưng đường nhỏ căn bản không có biến hóa, ta hoài nghi chúng ta căn bản dậm chân tại chỗ. Vũ Nhu Tử nói, chỉ hướng mê vụ chỗ sâu, có lẽ chúng ta hẳn là xông vào trong sương mù, nơi đó tiếng thú gào cùng quỷ kêu rõ ràng càng thêm kích thích. Tô Thị A thập lục tỉnh táo suy tư, Vũ Nhu Tử nói có đạo lý, bất quá tính nguy hiểm qua lớn. Nàng muốn cân nhắc một chút muốn hay không mạo hiểm như vậy. Đang lúc lúc này, tạo hóa tiên tử đột nhiên mở miệng, hát lên. Để lộ mạng che mặt chính khí. Chỉ là một câu ca từ, là dùng viễn cổ thời đại ngôn ngữ hát. Theo tiếng hát của nàng, bốn phía mê vụ liền phẳng phất bị gió bão thổi ra, mê vụ tản ra, tô thị A à thập lục cùng vũ nhu tử thấy được vô số quái vật. Những quái vật này hai mắt đỏ lên, đang ngó chừng đường nhỏ. Mỗi cái quái vật đều dáng dấp thiên kỳ bách quái, phảng phất là các loại dã thú, tà ma hợp lại mà thành. Có ít chỉ đầu hình cầu quái vật, cũng hữu dụng thành trăm nhân loại khâu lại mà thành quái vật, phóng tầm mắt nhìn tới, liền không có một con quái vật là tái diễn. Tất cả quái vật đều chen tại, đường mòn, 3 mét bên ngoài, tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình ngăn trở, không cách nào tới gần. Sách, rời đi đường nhỏ liền sẽ lâm vào quái vật trong đống. Loại này thiết kế thật đúng là cũ, Vũ Nhu Tử nói. Tô Thị A thập lục, mặc dù cũ, nhưng rất hữu hiệu. Mà lại, mộng cảnh này bên trong đường nhỏ, quái vật đều rất có niên đại cảm giác. Nói không chừng đối lúc ấy tới nói, loại này xáo lộ còn rất mới lạ. Vậy chúng ta tiếp tục thuận đầu này đường mòn tiến lên. Hoặc là tiến vào trong đống quái vật đại chiến một trận. Vũ Nhu tử hỏi, nàng ưa cái sau. Bất quá, nếu là thuận con đường đi lên phía trước, có thể gặp được trong thành bảo ngủ say tống tiền bối, cũng rất có ý tứ. Đang khi nói chuyện, hơn trăm mét bên ngoài quái vật trong đống, oanh, một tiếng nổ tung lên. Sau đó, trên người bao phủ kim sắc quang mang tống thư hàng từ quái vật trong đống thoát ra. Mê vụ tản ra, mộng cảnh rốt cục phát sinh biến hóa rồi. Lần này không phải nhập mộng, Vọng Thiên, ta còn tưởng rằng là nhập mộng, muốn không nhúc nhích thuận nội dung cốt truyện đi, kém chút liền bị gặm được. Tống thư hàng lẩm bẩm nói. Đồng thời, hắn phát hiện hoàn cảnh nơi này có chút cổ quái. Ở cái này trong mộng cảnh, hắn đắc ý nhất tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công vậy mà không cách nào vận chuyển. Hắn có thể sử dụng chỉ có kim cương cơ sở quyền pháp, kim cương phục ma quyền, loại hình chiêu thức, cùng quân tử vạn lý hành cùng nhau ra kim cương thân. Liên vừa học được không lâu thánh viên long lực thần công đều không thể khởi động. Tống thư hàng thân hình nhún người nhảy lên, dưới chân ngưng tụ ra một đóa hắc liên. Dị năng, từng bước tà liên, có thể sử dụng. Đồng thời hắn há mồm phun một cái, một đóa trắng noãn hoa sen xuất hiện với hắn trước mặt thiệt sán liên hoa dị năng cũng có thể dùng. Nói cách khác, ngoại trừ quyền pháp, đao pháp loại hình chiêu thức bên ngoài, còn có dị năng cùng, nho ra công pháp có thể sử dụng. Mặt khác, công đức chi quang hộ thể năng lực cũng vẫn còn, nhưng là tiên tử lại không cách nào triệu hoán đi ra. Đã không phải nhập mộng, vậy cái này mê vụ mộng cảnh đến cùng là cái gì? Tống thư hàng lên tới không chung phía sau thầm nghĩ trong lòng. Phía dưới, những cái kia cổ quái tổ hợp thú hướng phía hắn gào thét, có chút bật lên lực tương đối tốt, đột nhiên vọt lên, móng vuốt sắc bén hướng hắn chộp tới. Cút, Tống Thư Hàng vận chuyển nho ra kim cương thân, chính khí bao phủ, sử dụng kim cương cơ sở quyền pháp, một quyền hướng phía dưới quái vật đánh tới. Quái vật vừa tiếp xúc với, nho ra kim cương thân, thượng chính khí, kêu thảm một tiếng rơi xuống đất, không ngừng lăn lộn. Những quái vật này thực lực đều chỉ có nhị phẩm đến tam phẩm tả hiếu, hơn nữa còn bị, nho ra chính khí, khắc chế. Thư Hàng tống tiền bối ialo a đần ba cái khác biệt tiếng kêu từ đằng xa truyền đến tống thư hàng thuận thanh âm chỗ nhìn lại liền phát hiện đầu kia đường mòn thượng đứng đấy vũ nhu tử a à, thập lục còn có một vị người mặc nho váy đại tỷ tỷ thập lục vũ nhu tử các ngươi cũng tiến vào rồi tống thư hàng hướng phía ba người các nàng phất phất tay chân hắn đạp quân tử vạn lý hành thân pháp nhanh chóng hướng tam nữ tới gần trong hư không hắn mỗi một bước bước ra liền sẽ có một đóa hắc liên hiển hiện, nâng thân thể của hắn, để hắn trên không trung như dẫm trên đất bằng. Mấy bước về sau, Tống Thư Hàng đã tiếp cận đường mòn. Hắn thả người nhảy lên, chuẩn bị lấy một cái xuất khí tư thế rơi xuống vũ nhu tử các nàng bên người. Phanh! Tống Thư Hàng xuất khí một cái xoay người, sau đó đụng phải tầng một vô hình trên vách tường. Thân thể của hắn thuận vách tường, dưới đường đi trượt, rơi vào đến phía dưới, quái vật trồng, bên trong. Vọng thiên, cái này vô hình vách tường thật là âm hiểm. Tống Thư Hàng nói. Thư Hàng, A Thập Lục nhanh chóng xông về trước động. Tống Tiền Bối, người không sao chứ? Vũ Nhu Tử kêu lên, đồng dạng dục dịch hướng quái vật trồng đánh tới. Nhưng lúc này, tạo hóa tiên tử thân hình khẽ động, đem Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục ngăn trở. Quái vật trong đống. Tống Thư Hàng trên thân, nhào ra kim cương thân, quang mang phóng đại, những cái kia nhào về phía hắn quái vật liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng tại chính khí quang mang bên trong hóa thành cho tàn. Ăn ta một chiêu thái dương chỉ, lóe mù mắt chó chi thuật. Tống thư hàng dơ cao tay trái. Hắn tay trái cây kia thuần công nước ngưng tụ ngón tay, tỏa hào quang rực rỡ. Quang mang kia cực kỳ chướng mắt. Công đức chi quang bạo tạc, chung quanh những cái kia khâu lại quái vật vừa tiếp xúc với, công đức chi quang, liền thật nhanh tránh lui công đức chi quang mặc dù không cách nào giống, chính khí, đồng dạng trực tiếp đưa chúng nó hóa thành cho tàn, nhưng chúng nó đối công đức chi quang càng thêm tị quý. Tống Thư Hàng mượn cơ hội lần nữa nhún người nhảy lên, bốc lên đến không chung, duy trì chân đạp hắc liên hình thức. Kém chút lại bị gặm một mặt nước bọt, Tống Thư Hàng thầm nghĩ, đồng thời hắn đối Tô Thị A thập lục cùng Vũ Nhu Tử kêu lên, hai người các ngươi đừng đi ra, những quái vật này bên trong không có biết bay, ta bảo trì chân đạp hư không hình thức liền không có vấn đề chúng ta thuận, đường mòn, đi lên phía trước, cái này mê vụ mộng cảnh đã đem chúng ta mang vào, chắc chắn sẽ không vĩnh viễn chừng mực, nhất định sẽ có cuối điểm chạm. Tô Thị A thập lục nhẹ gật đầu, chúng ta thuận đường mòn tiến lên. Vũ Nhu Tử, đáng tiếc, lúc đầu coi là tống tiền bối hội hóa thân mỹ nhân, nằm tại trong thành bảo, chờ lấy chúng ta đi qua. Tống Thư Hàng, cái gì? Tô Thị A thập lục một tay bịt Vũ Nhu Tử miệng, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta tiến lên. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, một mặt mộng bức. Ôi nha nha tên ngốc, tạo hóa tiên tử nói. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về tạo hóa tiên tử vừa rồi câu này, tên ngốc tuyệt đối không phải trùng hợp A. Tam nữ thuận đường mòn tiến lên, Tống Thư Hàng dán đường mòn biên giới, thi triển từng bước tà liên, dị năng, dán đường mòn biên giới cùng tam nữ cùng nhau tiến lên. Tống tiền bối, người biết cái này mê vụ thế giới là chuyện gì xảy ra sao? Vũ Nhu tử hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, các ngươi có tình báo không? Tô thị A thập lục trả lời, ngay từ đầu chúng ta coi là cái này mê vụ thế giới là giấc mơ của ngươi, bởi vì hắn là theo chân ý thức của ngươi đồng thời trở về. Nhưng hiện tại xem ra, cái này mê vụ mộng cảnh không có quan hệ gì với ngươi. Tống Thư Hàng, có thể hay không cùng đậu đậu thân thể có quan hệ? Chúng ta bốn người ý thức đều tại đậu đậu thể nội, sau đó lại cùng nhau bị đi vào đến mê vụ thế giới bên trong. Vũ Nhu Tử, ta đột nhiên cảm giác mộng cảnh này khả năng cùng tạo hóa tiên tử có quan hệ. Nàng một mực thần thần bí bí, vừa rồi nàng còn cần một câu tiếng ca xua tán đi mảng lớn mê vụ. Tống Thư Hàng nhìn qua thân mang nhau vách, một thân dáng vẻ thư sinh chất tạo hóa tiên tử, đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn hiện tại ngoại trừ dị năng, quyền pháp chiêu thức loại hình bên ngoài, duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ có, nhau ra công pháp. Cái này mê vụ mộng cảnh, không sẽ cùng nhau ra có quan hệ a phía trước có đồ vật không còn là đường lúc này tô thị a thập lục nói mấy người ra tóc sông về phía trước tại đường mòn cuối cùng có một cái đại môn trên cửa khắc họa lấy gió bước đồ án mỗi một tấm bản đồ bên trên đầy trời tử khí phong lôi đan sen song long giao hội tấm thứ hai đổ bên trên là vô số thư tịch tấm thứ ba đổ bên trên là một vị tóc xanh nữ tu bóng lưng Tống Thư Hàng vừa nhìn thấy cái này ba đồ, lập tức liền hiểu ý của bọn nó. Ta lúc sinh ra đời rất sâu. Ta khi còn nhỏ cũng rất sâu. Ta lúc tu luyện vẫn là rất sâu. chương 1314, đời này kiếp này chỉ muốn lần nữa gặp ngươi. Phía trước ba bức vẽ, đại biểu cho chính là nho gia thánh nhân đã từng ba cái giai đoạn. Bức thứ nhất vẽ, tử khí đông lai, che đậy thiên địa. Lại có cuồng lôi thiểm điện, cùng song long bay múa, đây là nho gia thánh nhân lúc sinh ra đời dị tượng. Bước thứ hai vẽ bên trong vô số thư tịch là nho gia thánh nhân khi còn nhỏ ghi chép, năm tuổi lúc nho gia thánh nhân đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, học tận thiên hạ tri thức. Bức họa thứ ba bên trên, cô gái tóc lam kia bóng lưng là nho gia thánh nhân, con đường tu hành, người dẫn đường. Nàng rất có thể cùng, cửu châu nhất hào quần, huyền nữ môn vân tước tử có quan hệ. Tống thư hàng tại, điên đảo vạn thánh sơn, bên trong, từ thánh nhân truyền pháp quá trình bên trong, nhìn thấy qua tóc xanh nữ tu bộ dáng, trường cùng vân tước tử tiền bối, giống như đúc. Quả nhiên cùng nho ra có quan hệ, Tống thư Hàng nói. Mà lại, rất có thể cái này mê vụ mộng cảnh trực tiếp cùng nho ra thánh nhân có quan hệ. Cái này mấy bức tranh vẽ cùng nho ra có quan hệ. Tô thị A thập lục dò hỏi. Tống thư Hàng nhẹ gật đầu, cái này ba bức vẽ miêu tả chính là nho ra thánh nhân rất sâu ba cái tuổi trẻ. Xuất sinh rất sâu, khi còn nhỏ rất sâu, lúc tu luyện rất sâu. Nghe nói nhau ra thánh nhân tại, người dẫn đường, chỉ đạo dưới, bắt đầu trăm ngày trúc cơ, tu vi tiến triển cực nhanh. Thời gian nửa tháng, hắn liền mở ra các đại khiếu huyết trùng kích dược long môn cửa ải, tấn thăng nhị phẩm. Nghe rất lợi hại dáng vẻ, Vũ nhu tử gật đầu nói, nửa tháng trùng kích nhị phẩm cảnh giới, hoàn toàn chính xác rất sâu. Tô thị A thập lục nói, việc này ta cũng biết nho ra thánh nhân về sau tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, thế không thể đỡ. Vẹn vẹn thời gian một năm, hắn liền tấn thăng đến tam phẩm cảnh giới, đạt đến người khác tu luyện vài chục năm, hai mươi mấy năm mới có thể đạt tới cảnh giới. Lúc trước, Vạn Thánh Sơn, Thánh Tịch Trì, một chuyện, Tô Thị A Thập Lục cũng tham gia. Một năm tam phẩm, cái này lợi hại, không hổ là nho ra thánh nhân. Vũ Nhu Tử cảm thán nói. I -e a ha ha tạo hóa tiên tử lộ ra một nụ cười sán lạn. Vũ Nhu Tử nói tiếp, bất quá nói như vậy lên, tống tiền bối càng sâu a. À. Hắn chỉ dùng hơn 4 tháng, liền tấn thăng tứ phẩm cảnh giới. So thánh nhân nhanh hơn thật lớn nửa năm đây. Tống thư hàng cười khan một tiếng nói, ta cùng nho gia thánh nhân không so được, nho gia thánh nhân là dựa vào bản thân một chút xíu tu luyện. Ta là gặp gỡ đủ loại cơ duyên, sau đó tùy duyên. Bất chi bất giác liền tu luyện đến tứ phẩm cảnh giới hắn quay đầu ngẫm lại cũng cảm giác mình con đường tu luyện rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn liền cùng đầu cá ướp muối đồng dạng, bất chi bất giác liền tu luyện đến tứ phẩm. Trước học kỳ, hắn bước vào con đường tu hành lúc, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bản thân có a à nhanh tốc độ tu luyện. Quả nhiên, liền xem như tại cá ướp muối bên trong, hắn cũng là trong đó nhất mặn cái kia một đầu. Nếu là cùng nho ra thánh nhân có liên quan mộng cảnh, vậy chúng ta đẩy cửa đi vào đi. Vũ Nhu Tử nói. Tô thị A thập lục ngắm nhìn tạo hóa tiên tử, gặp nàng không có ngăn lại mình và vũ nhu tử phía sau nàng liền tới nhà một bước, đưa tay đặt tại trên cửa. Nặng nề đại môn mở ra, bên trong một mảnh mê vụ, bất quá mảnh này mê vụ là hoàng kim chi sắc. Đây là xương mù A, nhan sắc đều hiện kim, trong sương mù ẩn chứa rất nhiều kim trúc hạt tròn. Vũ nhu tử hi hi cười nói. Tô thị A thập lục nhìn về phía tạo hóa tiên tử, tạo hóa tiên tử tiền bối người có muốn hay không trước hát một khúc xua tan mê vụ tạo hóa tiên tử hì hì cười một tiếng nàng tiến lên một bước đưa tay đặt tải trên khung cửa sau một khắc thân hình của nàng biến trong suốt uy tạo hóa tiên tử tình trạng của ngươi bây giờ rất không đúng vũ nhu tử nhíu mày nói rõ ràng không bỏ lại không cách nào giữ lại rõ ràng trông thấy lại không cách nào gặp lại rõ ràng đời này kiếp này chỉ muốn lần nữa gặp ngươi tạo hóa tiên tử nói khẽ. Từ trong miệng nàng lần thứ nhất xuất hiện đầy đủ, không còn là trước đó y y nha nha đoạn ngắn. Nếu là có nhân sinh mới thật là tốt bao nhiêu, ta có thể tại mới thời gian, mới thành thị, lấy thân phận mới, sẽ cùng ngươi gặp nhau. Tạo hóa tiên tử thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, gần như biến mất. Sau đó, nàng mở miệng hát lên. Không có ca từ, chỉ có đơn thuần phát âm. Cái kia tiếng ca kéo dài, ôn nhu đến cực điểm, bao hàm cực hạn tưởng niệm. Hoàng kim xương mù thượng đằng, hóa thành màu vàng óng chất lỏng. Mảnh này màu vàng óng chất lỏng lại hạ xuống tới, hóa thành kim sắc hạt mưa. Trong bất chi bất giác, Tô Thị A thập lục cùng Vũ Nhu Tử đã lệ rơi đầy mặt, nước mắt thuận gương mặt của các nàng trượt xuống. Bài hát này tiếng phảng phất là bom cay, để nghe được người nhịn không được thúc thiết. Còn tốt Diệp Tư không ở nơi này, nếu như nàng ở đây, nước mắt nói không chừng đã hội tụ vì hồ nước nhỏ bài hát này tên gọi là gì vũ nhu tử lau nước mắt nói tạo hóa tiên tử lắc đầu sau đó thân hình của nàng hoàn toàn biến mất không thấy tạo hóa tiên tử là cái gì nghiêm khắc tô thị a thập lục hít mũi một cái hỏi tống thư hàng có lẽ là nho ra một vị nào đó đại năng tiền bối a nàng tựa hồ một mực đang chờ ai muốn lại ai ai một mặt môn đã mở ra trong môn kim vụ đã hóa thành kim sắc hạt mưa hạ xuống lộ ra trong môn thế giới đó là một mảnh hoang mạc kim sắc hạt mưa rơi xuống tại trong hoang mạc hợp thành làm một từng cái từng cái dòng suối nhỏ hoang mạc trung ương nhất là một tòa cũ nát đình trừ cái đó ra không có vật khác chúng ta vào xem vũ nhu tử nói nàng nắm lên tô thị a thập lục tay nhỏ hai người cùng nhau tiến vào hoang mạc tống thư hàng đợi chút nữa hắn cũng muốn cùng một chỗ tiến vào hoang mạc thế giới nhưng là hắn vẫn như cũ bị tầng kia trong suốt vách tường ngăn cản lấy không cách nào vi phạm thư hàng ngươi ở chỗ này chờ chúng ta chúng ta đi đình nhìn xem có lẽ sẽ có biến hóa gì tô thị a thập lục quay đầu lại nói tống thư hàng chính các ngươi cẩn thận yên tâm đi tống tiền bối nơi này là mộng cảnh sẽ không xảy ra vấn đề vũ nhu tử khua tay nói hai nữ tay nắm tay bước nhanh tiếp cận tòa kia đình Tống Thư Hàng ghé vào, trong suốt vách tường, bên trên, nhìn chằm chằm Tô Thị A thập lục cùng Vũ Nhu tử phụ cận, nếu là trong hoang mạc có biến hóa, hắn cũng có thể trước tiên nhắc nhở các nàng. Vũ Nhu tử cùng Tô Thị A thập lục rất nhanh đến tòa kia đình. Nhìn qua chỉ là một tòa rất phổ thông trúc đình, có chút cũ nát, đình đỉnh đều có chút mưa rột, kim sắc giọt nước không đứt rời rơi. Hai nữ ngồi xổm ở trúc trong đình, bắt đầu một tấc một tấc kiểm tra đình, ý đồ tìm kiếm ra dị trạng tới. Cũng không biết trải qua bao lâu Tại, môn, biên giới Một bóng người lại chậm rãi hiển hiện Là trước kia biến Trong suốt tiêu tán, tạo hóa tiên tử Nàng lại lần nữa khôi phục thân hình Tống thư hàng Hắn còn tưởng rằng tạo hóa tiên tử Triệt để tiêu tán Trước đó trong lòng còn có chút thương cảm Không nghĩ tới nàng còn có thể nguyên địa phục sinh Tạo hóa tiên tử một lần nữa Hiện thân phía sau nhìn về phía tống thư hàng Lên tiếng hỏi nhau ra kim cương thân lần này khôi phục phía sau ánh mắt của nàng biến cùng trước đó không giống nhau. Nếu nói trước đó nàng là thư quyển mỹ nhân, vậy bây giờ nàng phảng phất như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đúng thế, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ngươi, nhau ra kim cương thân, là từ đâu học? Tạo hóa tiên tử lại hỏi. Tống Thư Hàng, điên đảo vạn thánh sơn, thánh tịch trì. Khó trách, người nhau ra kim cương thân không giống bình thường, mang theo lão sư hương vị tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu, cho nên, mê vụ mộng cảnh sẽ bị ngươi kích hoạt. Ta còn tưởng rằng là lão sư sống lại, ngủ vui vẻ một trận. Tống Thư Hàng, tạo hóa tiên tử trong miệng, lão sư, là chỉ nho ra thánh nhân sao? Cái kia nàng bản thể là thánh nhân tỏa hạ kiếp tiên một trong. Đã không phải lão sư phục sinh, vậy các người tại cái này, mê vụ mộng cảnh, bên trong cũng tìm không thấy những vật khác, thuận đường cũ rời đi đi, trở lại điểm xuất phát, liền có thể rời đi mộng cảnh tạo hóa tiên tử nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, loại kia A thập lục cùng Vũ Nhu Tử đi ra, chúng ta liền rời đi. Tạo hóa tiên tử, thỏa. Hoàng Mạc Trúc trong đình, hai nữ còn tại không cam lòng một chút xíu kiểm tra Trúc Đình. Tống Thư Hàng cùng tạo hóa tiên tử cách trong suốt vách tường, mặt đối mặt đứng đấy. Đúng rồi, tiên tử. Trước đó, người biến mất trước miêu tả, một đời một thế tại đợi chờ người, là chỉ nho ra thánh nhân sao. Tống Thư Hàng nhàn dỗi nhàm chán lên tiếng hỏi. Bát quái chi tâm người người đều có. Không, tạo hóa tiên tử lắc đầu, trước đó một cái khác, ta, hát là một ca khúc nhạc dạo. Trong lúc này cho giảng chính là lão sư ta, hắn một mực chờ đợi người là nàng. Tạo hóa tiên tử chỉ chỉ trên cửa bản thứ ba vẽ bên trong, nữ tử tóc lam bóng lưng. Vị này nữ tử tóc lam không biết là thân phận gì, nàng là lão sư con đường tu hành người dẫn đường lão sư bước ra bản thân nho đạo phía sau thường thường nhấc lên nàng. Ta cảm giác lấy lão sư thực lực, muốn tìm tìm nàng cũng không khó khăn, nhưng lão sư tựa hồ chưa từng có chủ động tìm kiếm qua nàng, nhưng lại một mực đang mong đợi cùng nàng gặp nhau lần nữa. Tạo hóa tiên tử nói, đây là thầm mến hình thức A, Tống Thư Hàng nói, tạo hóa tiên tử gật đầu, trong lòng ngươi minh bạch liền tốt, đừng nói đi ra, dù sao đây là lão sư ta, cho chút mặt mũi. Kỳ thật, chúng ta những đệ tử này, đã từng âm thầm tìm kiếm qua vị này nữ tử tóc lam. Bất quá, chúng ta âm thầm tìm đại bộ phận chư thiên vạn giới, nhưng không có tìm tới tung tích của nàng. Có lẽ, nàng đã bỏ mình đi. Có lẽ, ta đã từng thấy qua nàng. Tống Thư Hàng nói. a à, tạo hóa tiên tử trừng to mắt. Tiên tử người phụ thân, tạo hóa tiền bối cũng tiếp xúc qua nàng. Cửu châu nhất hào quần nhân viên quản lý, huyền nữ môn vân tước tử, dáng dấp của nàng cùng trong hình ảnh nàng giống như đúc. Tống thư hàng nói, tạo hóa tiên tử nhíu mày, khổ sở suy nghĩ. Một lát sau, nàng dò hỏi, như vậy, vị này vân thức tử hiện tại ở đâu? Bị cửu u một vị đại năng bắt đi, ta cũng đang ủy thác một vị tiền bối tìm kiếm vân thức tử tiền bối tình báo, nhưng bây giờ còn không có tin tức. Tống thư hàng nói, Tống thư hàng tiếng nói vừa dứt, hoang mạc thế giới bên trong, cái kia cái đỉnh nhỏ đột nhiên nổ. A a a a, vũ nhu tử quát to một tiếng nàng thả người vọt lên nhanh chóng lăn lộn tô thị a thập lục đồng dạng mũi chân chĩa xuống đất tránh né bạo tạc bạo tạc qua đi trúc đình dưới đáy có một bộ trúc quan tài trùng thiên mà lên trúc quan tài từ từ mở ra lộ ra một con mắt nhìn qua rất phổ thông con mắt hắc bạch màu mắt không có yêu dị phù văn cũng không có đồng thuật đồ án bất quá khi mọi người ánh mắt cùng con mắt này tiếp xúc lúc liền sẽ cảm giác được con mắt này bên trong ẩn chứa, cực hạn trí tuệ, uyên bác tri thức. Đây là một đầu đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nắm giữ vô số tri thức con mắt. Đây là lão sư một con mắt, tạo hóa tiên tử giải thích nói. chương 1315, chừng ai ai mang thai. Lại là con mắt, tống thư hàng gần nhất vừa ý con người có chút dị ứng. Bởi vì mỗi lần gặp gỡ con mắt đều không chuyện tốt, quá trình còn tổng là quá kích thích trọng yếu nhất chính là thu hoạch còn không làm sao lớn, đầu nhập và thu nhập không thành có quan hệ trực tiếp. Gần nhất các đại năng lưu hành chơi trong mắt sao. Không đúng, nho ra thánh nhân tại viễn cổ thời đại liền vẫn lạc. Cho nên nói, lúc đó liền lưu hành chụp tròng mắt của mình chơi sao. Ngẫm lại cái kia mọc ra mắt tinh cầu, hỏa diễm chi nhãn, còn có trước mắt nho thánh chi nhãn. Có lẽ khuy áo hạt châu tại lúc đó là rất lưu hành sự nho gia thánh nhân con mắt rơi vào tống thư hàng trước mặt hắn không nhìn tầng kia trong suốt vách tường hello người tốt tống thư hàng phất phất tay suy nghĩ kỹ một chút hắn cùng nho gia thánh nhân vẫn là rất hữu duyên thánh nhân con mắt nhẹ nhàng rơi xuống tống thư hàng trong tay trái đây là ý gì tống thư hàng nhìn về phía tạo hóa tiên tử tạo hóa tiên tử nhún vai ta cũng không biết lão sư còn không có phục sinh ấn lý thuyết hắn lưu lại con mắt cũng không có ý thức mới đúng bất quá có lẽ là vừa rồi ngươi nhắc lên gần liên quan tới tóc xanh nữ tu bị cửu u bắt đi xử tình xúc động trong ánh mắt lưu lại lão sư ý chí a à. cái kia sau đó thì sao hắn muốn đi theo ta tống thư hàng nhìn qua trong tay con mắt này cảm giác có chút run rẩy tạo hóa tiên tử có lẽ lão sư con mắt là muốn cho ngươi dẫn nó đi cửu u thế giới tìm vị kia vân tước tử hắn còn sống thời điểm liền nghĩ có thể gặp lại vị này tóc xanh nữ tu một mặt. Hiện tại người dẫn hắn con mắt đi gặp, vân tước tử, đó cũng là gặp một mặt nha. Tống Thư Hàng Tống Tiền Bối, Tống Tiền Bối, vừa rồi Trúc Đình nổ, bên trong có cái mộ phần cũng nổ, từ bên trong bay ra chỉ Trúc Quan Tài, bên trong còn có con mắt đây. Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục từ trong hoang mạc chạy đến, một bên chạy một bên hét lớn tống thư hàng cua cua tay trái của mình con mắt ở ta nơi này đây a à, vì cái gì bay đến người cái kia rồi làm ta sợ muốn chết ta mới vừa rồi còn cho là mình chạm đến cái gì cơ quan đem người ta mộ phần cho nổ vũ nhu tử vỗ vỗ ngực của mình nói tô thị a thập lục nhìn về phía bên cạnh tạo hóa tiên tử tạo hóa tiên tử sống lại không ta chết đi rất nhiều năm tạo hóa tiên tử trả lời tô thị a thập lục vừa rồi ta chỉ là năng lượng hao hết, khôi phục một chút sau đổi người nghiên cứu một lần nữa đi ra, yên tâm, ta không sao. Tạo hóa tiên tử nói. Tô Thị A thập lục. Tống Thư Hàng, cái này nho ra thánh nhân con mắt, có làm được cái gì sao? Chừng ai ai mang thai, tạo hóa tiên tử nói. Tống Thư Hàng, như thế mà tính con mắt là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại xuất hiện ở, nho ra thánh nhân, trên thân? Vũ Nhu Tử, đây là cái gì ma nhãn sao? Mới không phải ma nhãn, đây thật ra là lão sư tại trong ánh mắt của chính mình, lưu lại một cái tự sáng tạo pháp thuật mang thai ngưng thị. Pháp thuật này là dạy học dùng, để cho người ta người đều có thể, thể nghiệm, nữ tử 10 tháng hoài thai nỗi khổ, để cho người ta có thể hiểu được mẫu thân vĩ đại. Pháp thuật này giáo dục hiệu quả vô cùng tốt, chỉ cần thể nghiệm một lần, 10 tháng hoài thai, nỗi khổ phía sau nhau ra đệ tử vô luận nam nữ, đều có thể thể nghiệm đến mẫu thân vĩ đại. Đây là chị Hiếu Thiên bên trong rất trọng yếu một cái dạy học khâu. Tạo hóa tiên tử nói. Tống thư hàng, hiệu quả như thế nào? Nếu như là lão sư bản thân dùng, phàm là thực lực thấp hơn lão sư người, bất kể là ai, chỉ cần bị, mang thai ngưng thị, đánh chúng, liền sẽ tại 10 giây thời gian bên trong thể nghiệm đến, 10 tháng hoài thai, quá trình, tiếp xuống nửa canh giờ thời gian hội thể nghiệm sinh nở nỗi khổ. Tạo hóa tiên tử đáp. Tống Thư Hàng, thật đáng sợ. Nho ra thánh nhân tu vi thiên hạ vô song, chân áp đương thời, treo lên đánh chư thiên vạn giới. Liền xem như về sau vị kia cướp đi, thiên đạo, tồn tại, chính diện vừa cũng không phải nho ra thánh nhân đối thủ, chỉ là dựa vào bất tử năng lực, ngạnh sinh sinh mài chết nho ra thánh nhân. Năm đó nho ra thánh nhân xưng là thiên hạ đệ nhất tuyệt đối không có vấn đề, dạng này điều kiện tiên quyết, thật sự là, chừng ai ai mang thai, bá đạo vô song, không người có thể miễn dịch nho gia thánh nhân chỉ dùng cái này, mang thai ngưng thị, dạy học. Nếu như dùng tại trong chiến đấu, đối với hắn địch nhân mà nói quả thực là tàn nhẫn. Người muốn A, à, đánh lấy đánh lấy, đột nhiên. Đối thủ của ngươi nho gia thánh nhân phát động mang thai ngưng thị, hiệu quả là 10 giây, mang thai thể nghiệm, cộng nửa canh giờ, sinh nở thể nghiệm. Chú thích, này kỹ năng không cách nào miễn dịch, không cách nào chống cự, không cách nào tránh né, chỉ có cắn răng gượng chống. Mười giây mang thai thể nghiệm bắt đầu, mỗi một giây bụng trướng lớn hơn một tháng phân lượng. Nửa canh giờ sinh nở thể nghiệm bắt đầu, tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, người đem thể nghiệm đến thế gian nhất cực hạn thống khổ, thống khổ đẳng cấp là y học cấp 12. Mời kiên nhẫn cắn răng chờ đợi. Sau đó, đối thủ một mặt nhẫn nại lấy sinh nở thống khổ, vừa cùng vô địch thiên hạ nho ra thánh nhân đại chiến, ngẫm lại cũng cảm giác thật đáng sợ. Ta có thể sử dụng sao? Tống thư hàng hỏi tạo hóa tiên tử, ta không biết, ta cũng không phải lão sư. Nếu không ngươi thử một chút. Tống thư hàng dơ lên, nhau ra thánh nhân chi nhãn, nhìn về phía ở đây ba vị tiên tử. Tô thị A thập lục thính tai đều đỏ. Tạo hóa tiên tử ngáp một cái. Vũ nhu tử vỗ bản thân ngực lớn, tống tiền bối, ta ta ta, đối ta sử dụng một lần. Ta nghĩ thể nghiệm một chút chức năng này. Khục, thôi được rồi, tống thư hàng nói. Lấy vũ nhu tử tính cách, lấy nàng sử dụng chức năng này phía sau đợi nàng từ mê vụ thế giới bên trong đi ra nàng nhất định phải nói cho người khác biết vừa rồi tại mê vụ thế giới bên trong tống tiền bối để cho ta mang thai loại hình phát biểu tống tiền bối ta sau khi rời khỏi đây sẽ không nói loạn đối với ta đến một phát mang thai ngưng thị đi ta cam đoan vũ nhu tử nhấc tay nói nàng vậy mà có thể đoán được tống thư hàng trong lòng lo lắng thế nhưng là ta sẽ không dùng a Tống Thư Hàng cười khổ nói. Tạo hóa tiên tử, người vận chuyển nho ra kim cương thân hội tụ chính khí nhìn xem, chúng ta nho ra bí pháp bình thường đều cần chính khí, đến kích hoạt. Tống Thư Hàng cảm giác có đạo lý. Tại là, hắn thử vận chuyển nho ra kim cương thân. Chính khí hội tụ ở bên cạnh hắn, thân hình của hắn lập lòe tỏa sáng. Sau một khắc, trong tay hắn, nho ra thánh nhân chi nhãn cũng sáng lên. Có hiệu quả, tống tiền bối, đối với ta đến, Vũ Nhu Tử kích động nói Sẽ rất đau, y học đã nói quá phận vãn thống khổ có cấp 12 thống khổ Tống Thư Hàng nói Yên tâm, coi như sớm thể nghiệm một thanh Tương lai ta khẳng định cũng phải sinh tiểu bảo bảo, coi như thực tập Vũ Nhu Tử nói Tống Thư Hàng cắn răng một cái tốt, nhớ kỹ sau khi rời khỏi đây không cần loạn truyền Cứ thả 100% mà yên tâm a, à, Tống Tiền Bối Vũ Nhu Tử nghiêm túc trả lời Tống Thư Hàng dơ lên, nho ra thánh nhân chi nhãn, nhắm ngay vũ nhu tử, tới đi, mang thai ngưng thị. Thư Hàng thân thể lập lè tỏa sáng. Nho ra thánh nhân chi nhãn lập lè tỏa sáng. Vũ nhu tử con mắt cũng lập lè tỏa sáng. Tô Thị A thập lục hít sâu một hơi, tựa hồ hạ cái đại quyết định. Tạo hóa tiên tử một mặt hiếu kỳ. Sau đó, 5 phút đồng hồ đi qua. Tống tiền bối, còn chưa tốt sao? Vũ nhu tử hỏi. Tống thư hàng còn giống như kém chút. Há, tống tiền bối cố gắng. Vũ nhu tử nói. Về sau, lại 5 phút đồng hồ đi qua. Tống tiền bối, còn chưa tốt sao? Vũ nhu tử hỏi. Tống thư hàng, cảm giác lập tức liền thân thiết rồi, cảm giác muốn tới. Ta chuẩn bị xong, Vũ nhu tử nói. Cuối cùng, lại 5 phút đồng hồ đi qua. Tống tiền bối, Vũ nhu tử hữu khí vô lực nói. Tống thư hàng, kỳ quái, vì cái gì còn không ra rõ ràng cảm giác mang thai ngưng thị liền muốn phát ra à. hắn thu hồi tay trái của mình nhìn về phía trong tay nho ra thánh nhân chi nhãn kỳ quái rõ ràng năng lượng đã tràn đầy a à. đang lúc ánh mắt của hắn cùng nho ra thánh nhân chi nhãn đối mặt thời điểm thánh nhân trong mắt phát ra quỷ dị ánh sáng a à, quỷ dị ánh sáng như thế quỷ dị này quỷ dị ánh sáng đến cùng đại biểu cho cái gì này quỷ dị quang bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi đại trí tuệ, lớn tri thức. Không tống thư hàng phát ra rên gì. Hắn cảm giác dược hoàn. Sau đó, hắn liền bị quỷ dị quang, đánh trúng. Người chơi tống thư hàng, người bị trần khí, nho ra thánh nhân chi nhãn, mang thai ngưng thị đánh trúng. Hiệu quả là 10 giây, mang thai thể nghiệm, cộng nửa canh giờ, sinh nở thể nghiệm. Này kỹ năng không cách nào miễn dịch, không cách nào chống cự, không cách nào tránh né, chỉ có cắn răng ngượng chống. 10 giây mang thai thể nghiệm bắt đầu. Tống Thư Hàng bụng thật nhanh bành trướng, mỗi một giây trướng một vòng to. 10 giây phía sau bụng của hắn đã tăng tới 10 tháng hoài thai phụ nhân lớn nhỏ. Tô thị A thập lục, Vũ nhu tử, Tạo hóa tiên tử, dùng mang thai ngưng thị đánh chúng bản thân loại này thao tác, thiên hạ phần độc nhất. Tống Thư Hàng, Tạo hóa tiên tử, có hay không dừng lại phương pháp? 10 giây sau liền muốn sinh nở a. Tạo hóa tiên tử nhún vai, đây là lão sư vì, chị Hiếu, chỗ nghiên cứu ra pháp thuật, hết thảy đều phù hợp thực tế. Lão sư nói qua hết, nửa canh giờ sinh nở thể nghiệm kỳ thật đã rất đoạn. Cho nên, pháp thuật này không có chúng dừng chi pháp. Tống thư hàng nện lấy, trong suốt vách tường, lên tiếng khóc giống lên. Ta liền biết, gần nhất gặp gỡ, trong mắt, liền không có chuyện tốt. a a a tiếp đó, tống thư hàng bụng trướng đau, ngoại trừ bụng trướng đau nhức bên ngoài, còn có một loại không thể miêu tả thống khổ. Tống thư hàng ngón tay tại, trong suốt phách tường, thượng dùng sức bắt lại. Cấp 12 kịch liệt đau nhức quả nhiên không tầm thường. Tống thư hàng tự nhận là bản thân đạo tâm kiên định, đối đau nhức nhẫn nại trình độ cũng mạnh hắn nhưng là đã trải qua, xem xét bí pháp phản phệ, nỗi khổ dày vò nam nhân. Coi như cả người là thương, toàn thân phún huyết, hắn cũng có thể cắn răng nhịn xuống. Nhưng sinh nở loại thống khổ này, đối nam nhân mà nói quá kỳ hoa. Đây là loại kỳ diệu đau nhức không thể miêu tả. a à, 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 phải chết, Tống Thư Hàng nói. Đến cuối cùng, Tống Thư Hàng trong đầu chỉ để lại một cái ý niệm trong đầu. Mụ mụ, ta yêu ngươi. Mụ mụ, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Không được, không được, phải chết, phải chết. Chính là như vậy, chia đều vãn thống khổ sau khi kết thúc, đạo hữu liền có thể khắc sâu minh bạch, tình thương của mẹ, vĩ đại. Sau đó, người hồi càng thêm yêu ngươi mụ mụ, tạo hóa tiên tử nói. Tô Thị A thập lục một mặt cứng ngắc, nàng không biết phải dùng biểu tình gì đi đối mặt tống thư hàng. Vũ Nhu tử sờ lên bụng của mình. Nhìn rất đau dáng vẻ, nàng còn muốn hay không thể nghiệm cái này, mang thai ngưng thị. chương 1316, nhanh ngậm miệng sẽ bị nguyền rủa Khi tống thư hàng, Tô Thị A thập lục, Vũ Nhu tử ý thức trở về lúc, phát hiện mọi người đã trở về đến trong thân thể của mình. Lúc đầu, dưới tình huống bình thường muốn rời đi, mê vụ mộng cảnh, cần thuận đường cũ trả về, mới có thể rời đi. Bất quá bởi vì, nho ra thánh nhân chi nhãn, xuất hiện, tống thư hàng đám người ý thức trực tiếp rời khỏi, mộng cảnh, tiết kiệm đường cũ trở về quá trình. Ý thức trở về phía sau tống thư hàng từ trên giường nhảy lên một cái, trước tiên sờ về phía bụng của mình. Còn tốt, bụng của hắn không có vấn đề. Hắn cao mày nhớ lại tại, mê vụ thế giới, bên trong phát sinh sự tình trọn vẹn nửa canh giờ, sinh nở thống khổ kém chút để hắn sụp đổ. Thư hàng ngươi còn tốt đó chứ? Tô Thị A thập lục hỏi. Tống tiền bối, ngươi không sao chứ? Vũ nhu tử đồng dạng nhìn về phía tống thư hàng bụng. Tại tư, mê vụ mộng cảnh, bên trong rời khỏi trước đó, đúng lúc là tống thư hàng, sinh nở thời gian, sắp lúc kết thúc. Vũ nhu tử nguyên bản còn tại đang mong đợi, muốn biết tống tiền bối có thể hay không thật sự, sinh ra chút vật gì tới. Tống Thư Hàng khoát tay áo, không có việc gì, xem ra trong mộng cảnh sự tình giới hạn tại mộng cảnh, sẽ không cho thân thể mang đến ảnh hưởng. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên cảm giác trong tay trái tựa hồ có cái gì. Hắn lật tay một cái, liền thấy một đầu con mắt màu đen áp sát vào tay trái của hắn, Mộc nghiêu kiếm khách ái tâm bao tay, phía trên. Là nho ra thánh nhân con mắt. Cái đồ chơi này cũng bị Tống Thư Hàng từ, mê vụ thế giới, bên trong mang ra ngoài. Vọng Thiên, Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử nhãn tình sáng lên, Tống Tiền Bối, người còn có thể sử dụng nó sao? Đối ta đến một. Không được, Tống Thư Hàng một thanh bác bỏ. Tại không có triệt để nắm giữ, nhau ra thánh nhân chi nhãn, mang thai ngưng thị trước đó, Tống Thư Hàng tuyệt đối sẽ không tái sử dụng chức năng này. Sinh nở thống khổ trải qua một lần là đủ rồi. Sứt lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử đem, thánh nhân chi nhãn, đi vào đến hạch tâm thế giới bên trong đi thánh nhân chi nhãn cũng không có kháng cự, được thành công đi vào hạch tâm thế giới. Vũ Nhu Tử thấy thế, vểnh môi lên nói cái kia tống tiền bối, chờ ngươi nắm giữ nó phương pháp sử dụng phía sau lại đối ta dùng một lần có được hay không. Sau này hãy nói, sau này hãy nói. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay nói. Lúc này, Tô Thị A thập lục lên tiếng, ý thức của chúng ta trở về, là bạch tiền bối giải trừ pháp thuật sao? Vũ Nhu Tử nói, cũng có thể là là pháp thuật đã đến giờ, tự động giải trừ. Chúng ta không biết tại cái kia, mê vụ mộng cảnh, bên trong ngây người bao lâu. Tống Thư Hàng quay đầu đánh giá bản thân ba người vị trí. Ba người được an trí tại một gian cùng loại túc xá chỗ ở, giường chiếu đều là trên dưới trải. Hết thảy sáu tấm giường, ba người đều được an trí tại hạ trải bên trong. Trên mặt ta trải có người, Tống Thư Hàng đứng dậy, đi lên trải nhìn lại. Sau đó hắn nhìn thấy bạch tiền bối bản thể chính ngồi xếp bằng vẫn như cô ở vào bế quan trạng thái lưu tinh kiếm thủ hộ lấy bạch tiền bối bản thể tại nhìn đến tống thư hàng phía sau lưu tinh kiếm nhẹ nhàng phát ra tiếng kiếm reo xem như cùng hắn chào hỏi bạch tiền bối phân thân đâu tống thư hàng nhẹ giọng hỏi lưu tinh kiếm mũi kiếm nhắm ngay ngoài phòng chọc chọc tống thư hàng nhẹ gật đầu đối a à thập lục cùng vũ nhu tử nói đi chúng ta đi ra xem một chút lại nói tạo hóa tiên tử có phải hay không cũng trở về về đến, tạo hóa tiền bối, vậy đi rồi. Ba người rời phòng, đi ra ngoài. Đúng lúc, bạch tiền bối phân thân chính chạm mặt tới. Các người tỉnh nha, bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối, đậu đậu hôn lễ hiện tại thế nào? Đậu đậu hôn lễ hiện tại biến thành hoàng sơn tế, bạch tiền bối phân thân nói. Vũ Nhu Tử giật mình, đậu đậu không lấy chồng, đổi thành Hoàng Sơn tiền bối xuất giá. Vì sao lại nghĩ đến Hoàng Sơn tiền bối lấy chồng? Vũ Nhu Tử, gần nhất suy nghĩ của người phương thức có chút quá nhảy vọt. Tống Thư Hàng nói, Hoàng Sơn Tế là Hoàng Sơn chân quân mạch này truyền thừa một loại cấp bậc cao nhất tế điển, tham gia, Hoàng Sơn Tế, đạo hữu đem thu hoạch được các loại chỗ tốt. Ta lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi còn không có thanh tỉnh, muốn tới đây đem bọn ngươi khiêng đến tế điển hiện trường đi. Các ngươi tỉnh lời nói không thể tốt hơn, Đi theo ta." Bạch Tiền Bối phân thân nói. "Tô thị A thập lục, Bạch Tiền Bối, bản thể của ngươi không cần đưa đến tế điển hiện trường sao?" "Ta chẳng khác nào là bản thể, yên tâm đi, ta được đến chỗ tốt cuối cùng đều sẽ quy về bản thể." Bạch Tiền Bối phân thân nói. Hắn mang theo Tống thư hàng ba người, hướng Hoàng Sơn tế tế điển hiện trường bước đi. "Đúng rồi, Bạch Tiền Bối, ý thức của chúng ta trở về là ngươi giải trừ bí pháp sao?" Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi. Bạch tiền bối phân thân nhẹ gật đầu, trước đó Tống Thư Hàng thân thể khôi phục vì, nghịch kinh võ sĩ quyền sáo, phía sau ý thức tiến vào đậu đậu nhục thân, kết quả bốn người các người ý thức toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Ta không thể làm gì khác hơn là đem đậu đậu ý thức cùng các người hoán đổi trở về, để đậu đậu hôn lễ có thể tiếp tục nữa. Bạch tiền bối phân thân nói, Vũ Nhu Tử, cái kia tạo hóa tiền tử ý thức đâu? Trở lại tạo hóa tiền bối thân chúng sao? Tạo hóa tiên tử ý thức biến mất, Bạch Tiền Bối phân thân nói, ta đem bí pháp giải trừ lúc, đậu đậu ý thức trở về, ý thức của các ngươi cũng trở về đến nhục thân của mình bên trong. Nhưng là tạo hóa tiên tử ý thức nhưng không có xuất hiện. Các ngươi ở trong hôn mê lúc đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tạo hóa tiên tử ý thức dừng lại ở cái kia mê vụ mộng cảnh bên trong? Tống thư hàng vô ý thức nói, tạo hóa tiên tử tại mê vụ trong mộng cảnh lúc, năng lượng tiêu hao hầu như không còn biến mất qua một lần sau đó lại lấy một nhân cách khác hình thức lại xuất hiện có lẽ ở cái này nhân cách hoán đổi quá trình bên trong nàng bị lưu tại mê vụ mộng cảnh các ngươi đem sự tình từ đầu đến cuối cùng ta nói một chút bạch tiền bối phân thân vừa đi vừa nói tống thư hàng vội vàng đoạt tại vũ nhu tử trước đó đem mê vụ mộng cảnh bên trong phát sinh sự tình cùng bạch tiền bối phân thân miêu tả một lần bạch tiền bối nghe xong rơi vào trầm tư một lát nữa đợi, Hoàng Sơn Tế, sau khi kết thúc, thánh nhân chi nhãn, để cho ta nghiên cứu một chút. Nói không chừng tạo hóa tiên tử ý thức lưu tại thánh nhân chi nhãn bên trong. Bạch tiền bối phân thân nói. Tống thư hàng nhẹ gật đầu. Hoàng Sơn Tế hiện trường. Tầng ngoài cùng là một vòng trong suốt tinh thể bao khỏa kết giới, nhìn qua phảng phất như là dùng vô số pha lê tạo thành hình đa giác. Tế điển vừa vặn muốn bắt đầu, thời gian bóp vừa vặn bạch tiền bối phân thân nói hắn vươn tay ra đối tống thư hàng nói các ngươi lôi kéo tay của ta ta mang các ngươi tiến vào kết giới này vũ nhu tử nói thế nhưng là bạch tiền bối chúng ta có ba người loại vấn đề này là chuyện nhỏ xem ta bạch tiền bối thi triển ba đầu sáu tay thần thông chính bản cùng tống thư hàng cái kia dùng diệp tư công đức xả mỹ nhân đụng thành ba đầu sáu tay hoàn toàn khác biệt sau đó ba đầu sáu tay trạng thái bạch tiền bối đưa tay giữ chặt tống thư hàng vũ nhu tử tô thị a thập lục vào tới tầng kia trong suốt tinh thể kết giới phanh sau một khắc bốn cái đụng vào kết giới bên trong bạch tiền bối trở về thời gian vừa vặn bắc hà tán nhân thanh âm truyền đến lệ tri tiên tử nghi thức vừa vặn bắt đầu bạch tiền bối thư hàng thập lục còn có vũ nhu tử nhanh lên về đơn vị tống thư hàng phóng tầm mắt nhìn tới nhìn thấy cửu châu nhất hào quần đạo hiếu còn có một nhóm hoàng sơn chân quân hảo hiếu xếp thành một cái chỉnh tề khối lập phương đội ngũ. Ở đây đều là đến đây vì đậu đậu hôn lễ ăn mừng đạo hiếu, là Hoàng Sơn tiền bối đúng nghĩa hảo hiếu. Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối đi vào Bắc Hà Tán Nhân sau lưng, xếp thành hàng ngũ. Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử thì đến đến lệ chi tiên tử sau lưng, sắp xếp chỉnh tề. Hoàng Sơn Tế đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Là Hoàng Sơn tiền bối một mạch truyền thừa long trọng nhất, tế điển nghi thức, phàm là tham gia tế điển đạo hữu đều có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Bất quá cụ thể thượng là hiệu quả gì, ta cũng không biết. Hoàng Sơn tiền bối đây cũng là lần thứ nhất tiến hành, Hoàng Sơn tế. Bắc Hà Tán Nhân giải thích nói. Lệ chi tiên tử, dù sao trước tham gia tế điển là được rồi. Đang khi nói chuyện, một trận trang nghiêm tiếng chuông vang lên, truyền khắp toàn bộ trong suốt tinh thể kết giới. Hết thảy chín tiếng tiếng chuông, sau đó trong suốt kết giới một trận biến ảo, từ nội bộ nhìn ra phía ngoài, kết giới biến thành thất thải chi sắc. Sau đó, có một tòa núi cao hư ảnh xuất hiện tại, nghi thức ngay phía trước. Là, Hoàng Sơn, hư ảnh, bị chờ tỷ lệ thu nhỏ, hình chiếu tại kết giới bên trong. Theo Hoàng Sơn hư ảnh hiển hiện, có tầng một thất thải bảo quang hạ xuống, vẩy hướng tham gia nghi thức tất cả trên người đạo hiếu. Thất thải bảo quang hóa thành thất thải tiên giáp cùng thất thải tiên váy, choàng tại trên người mọi người. Tống thư hàng còn thất thải tiên giáp khoác lên người lúc thân thể không khỏi một trận nhẹ nhóm thần thanh khí minh bạch tiền bối phân thân nhắm mắt cảm ứng một lát giải thích nói cái này tiên giáp cùng tiên váy có được chữa trị chi lực tu sĩ lúc tu luyện một số ám thương cũng tìm được chữa trị cuồng đao tam lãng a à, bạch tiền bối vì cái gì ngươi là tiên giáp nha đúng bạch tiền bối là nam hoàn toàn chính xác hẳn là người khoác tiên giáp bạch tiền bối phân thân. Cuồng đao tam lãng thở dài, đáng tiếc đồng quái không ở, nếu là hắn tại chỗ, tầng này bảo quang có thể chủ động phân biệt giới tính, nói không chừng chúng ta liền có thể biết đồng quái là thư là hùng. Cửu châu nhất hào quần đạo hữu nghe vậy, không điểm đứt đầu. Ha 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 ha, tam lãng đạo hữu nha, ta ngay ở chỗ này. Tiếc núi là, người tìm không thấy ta. Đột nhiên, một thanh âm tại cuồng đao tam lãng vang lên bên tai. Đồng quái, cuồng đao tam lãng nhãn tình sáng lên. Bắc Hà Tán Nhân, cái gì? Tính hắc quẻ tới, ngay tại tế điển hiện trường, cuồng đao tam lãng nói, vừa rồi hắn dùng truyền âm nhập mật phương thức cùng ta nói chuyện. Lệ chi tiên tử, đồng quái không phải là bị chộp tới sinh bé con sao? Tống Thư Hàng nhớ tới một sự kiện, kém chút liền quên đi, lần trước cùng đồng quái tiền bối nói chuyện trời đất, đồng quái tiền bối nói hắn gần nhất đạt được mấy ngày ngày nghỉ, có thể đi ra dạo chơi. Xem ra hắn lợi dụng ngày nghỉ đi ra tham gia đậu đậu hôn lễ đem hắn tìm ra nhân số chỗ này không nhiều dùng phương pháp bài trừ từng cái sàng chọn nhất định có thể đem đồng quái tìm cho ra bắc hà tán nhân nói cửu châu nhất hào quần thành viên từng cái hai mắt sáng lên tại tế điển trong đám người tìm tòi đốt 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 đang lúc lúc này hư ảo hoàng sơn phía trên vang lên êm tai tiếng chuông hoàng sơn chân quân thân mang đạo bào rộng lớn xuất hiện tại chân núi trong tay hắn bưng lấy một thanh trường kiếm từng bước một đạp về hư ảo hoàng sơn. Khi hắn bước chân hạ xuống xong, hư ảo hoàng sơn liền ngưng tụ làm thực thể, để hoàng sơn chân quân có thể từng bước một lên cao. Tiếp đó, lại có hai bóng người hiện thân. Phù thân tiên tử thân mang màu vàng nhạt phái dài, trong tay ôm một bình rượu. Tại bên người nàng là màu vàng nhạt nam trang đậu đậu, lúc này người khác lập mà lên, trong tay bưng lấy một cái cái chén, bên trong là xôi trào máu tươi. Kế đậu đậu cùng phù sinh tiên tử về sau, là Chu Ly. Chu Ly một mặt nghiêm túc, đồng dạng thân mang màu vàng nhạt nam trang, trong tay hắn bưng lấy một cái lớn khay, trên đó để đó cổ kiếm, trường cung, loan đao, trường thương đầu thương. Hết thảy hơn 10 loại vũ khí. Sau đó lại có lần lượt từng bóng người xuất hiện, tất cả đều là Hoàng Sơn chân quân một mạch thành viên. Bọn hắn cùng các nàng trong tay bưng tuyền thủy, không biết tên tiên thảo, nhánh cây, mạch tuệ, đá quý loại hình các loại vật. Chu Ly cùng cái khác Hoàng Sơn chân quân cấp dưới, ấn nam nữ chia hai hàng, đứng ở hình chiếu Hoàng Sơn, chân núi. Sau đó, đậu đậu cùng phù sinh tiên tử bưng lấy bình rượu cùng chứa máu tươi cái chén, bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Một đầu to lớn Pekinzis cùng một vị sinh đẹp muội tử hai người múa. Mỹ nữ cùng giã thú, hiện trường bản, Vũ Nhu Tử nói. Tống Thư Hàng, Phúc, Tô Thị A Thập Lục, đậu đậu cùng phù sinh tiên tử hôn lễ, nhưng thật ra là đem hắn cùng phù sinh tiên tử tụ tập lại, chủ trì cái này nghi thức. Có lẽ, Hoàng Sơn Tế cái này nghi thức, nhất định phải một đôi khuyển yêu đến thi triển. Tạo hóa Pháp Vương xoa cầm hỏi Thích Ca Mâu Ni đối với mình thể nội thiếu đi cái, tạo hóa tiên tử, sự, tựa hồ cũng không thèm để ý. Cuồng đao tam lãng, khi ta nhìn thấy đậu đậu cùng phù sinh tiên tử lúc, trong đầu lập tức hiển hiện một cái ba chữ từ. Cái gì từ, thất sinh phù phù chủ hỏi cuồng đao tam lãng cười hắc hắc đang muốn mở miệng bác hà tán nhân vội vàng ngăn trở hắn tam lãng nhanh ngậm miệng đừng nói đi ra hiện tại là hoàng sơn tế thời gian người cái kia tử vừa nói ra chính là tại khinh nhờn hoàng sơn tế tại loại cấp bậc này tế điển thượng khinh nhờn tế điển, tế điển tế tự nói không chừng sẽ bị nguyền rủa cuồng đao tam lãng mím môi cố nén tác tử xúc động sau đó hắn hướng bác hà tán nhân nói bác hà đạo hiếu hiện tại xin gọi ta vì tứ lãng ta đổi tên bắc hà tán nhân tế điển bên trên đậu đậu cùng phù sinh tiên tử phối hợp ăn ý nếu như đem đậu đậu bộ dáng đổi thành hình người đây tuyệt đối là một trận kinh nghiệm nam nữ hai người múa hai yêu chai rượu trong tay cùng trong chén rượu ngon cùng máu tươi đột nhiên trùng thiên mà lên quấn dao cùng một chỗ hướng hình chiếu hoàng sơn thượng vò tới cùng một thời gian chu ly bọn người trong tay chỗ nâng chi vật bên trên đều có một đạo quang hoa thoáng hiện, đi theo bình rượu cùng máu tươi mà đi. Trên đỉnh núi, có sương mù thượng đằng, đem Hoàng Sơn chân quân thân hình bao phủ. Ước chừng năm hơi phía sau có kiếp phân ngưng tụ thành hình. Hoàng Sơn chân quân đây là muốn độ kiếp rồi. Không phải đâu, Hoàng Sơn tiền bối tác tử sao? Tống Thư Hàng nói. Ở đây nhiều tu sĩ như vậy tại, lúc này nếu là dẫn hạ thiên kiếp, ai cũng không thể cam đoan sẽ phát sinh cái gì dị biến vạn nhất trong đám người có người cũng gần như độ kiếp, đến lúc đó thiên kiếp một cộng 1 cộng +1, 1, tập thể uống thuốc hoàn. Lúc này, trên đỉnh núi sương mù càng tụ càng lớn, bao phủ toàn bộ kết giới. Sương mù lại hóa thành hạt mưa, nhao nhao hạ lạc. Lại trời mưa, Tống Thư Hàng lầm bẩm nói. Hạt mưa rơi vào mỗi một vị đạo hữu trên người, chủ động hội tụ làm một mai mai trói mắt tinh toản. Trường 1317, huyền nữ môn vân tước tử loạn nhập, tinh toản nhan sắc có mấy loại, cửu châu nhất hào quần thành viên lấy được tinh toản nhan sắc cũng không giống nhau. Tống thư hàng trong tay cũng không ngoại lệ, ngừng tụ ra một cái màu đỏ tinh toản. Cái này tinh toản có cái gì hiệu quả sao? Tống thư hàng nói. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn lại ngưng tụ ra cái thứ hai tinh toản, lần này là màu xanh lá. Ngay sau đó là quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ sáu, thứ bảy mai. Cửu Châu nhất hào quần các đạo hữu toàn bộ ánh mắt tụ tập tại tống thư hàng cùng bạch tiền bối trên phân thân. Đoàn người đều chỉ có một cái tinh toàn, chỉ có hai người bọn hắn người ngoại lệ. Bạch tiền bối phân thân trong tay cũng xuất hiện mấy viên tinh toàn, bất quá so tống thư hàng muốn ít, số lượng vì ba cái. Vì cái gì tống tiền bối người cùng bạch tiền bối tinh toàn số lượng đặc biệt nhiều? Vũ Nhu tử hỏi, cuồng đao tam lãng nhãn tình sáng lên, nói ta hiểu được, trận này... Hoàng Sơn Tế, là Hoàng Sơn chân quân tổ chức, cái này tinh toản số lượng khẳng định cũng cùng hắn có quan hệ. Xem ra, ở đây tất cả đạo hữu bên trong, Hoàng Sơn chân quân yêu nhất chính là Tống Thư Hàng, tiếp theo là Bạch Tiền Bối. Bất quá quá không khoa học, ấn ta nói Thư Hàng đều có 7 viên tinh toản, lấy Bạch Tiền Bối mị lực 70 khỏa mới đủ nha. Tống Thư Hàng, Bắc Hà Tán Nhân, Lệ Chi Tiên Tử, hôm nay tam lãng là lần thứ mấy lãng cổ hồ quan chân quân, dù sao khẳng định đã vượt qua ba lần. Bạch tiền bối phân thân nhìn qua tam lãng, sau đó lấy ra một thanh, duy nhất một lần công đức phi kiếm, đưa về phía tam lãng, đưa ngươi, tam lãng. Cuồng đao tam lãng vừa nhìn thấy chuôi này công đức phi kiếm, trong đầu lập tức trở về nhớ lại mấy tháng trước, bị chỉ độn bí cảnh, chi phối sợ hãi. Tạ ơn bạch tiền bối, bất quá lễ vật này ta cũng không muốn rồi. Cuồng đao tam lãng lắc đầu liên tục nói, khách khí thoái thác. Bạch tiền bối phân thân mỉm cười, không cần khách khí, loại này duy nhất một lần phi kiếm ta rất nhiều, đưa ngươi. Sứt lời, bạch tiền bối đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, duy nhất một lần công đức phi kiếm bay tới cuồng đao tam lãng bên cạnh, vây quanh tam lãng thân thể xoay tròn, lộ vẻ thân mật vô cùng bất quá đoàn người đều biết, công đức phi kiếm thân mật là tạm thời. Chờ Hoàng Sơn Tế vừa kết thúc, tam lãng chắc là phải bị công đức phi kiếm phát xạ đến, chỉ độn bí cảnh bên trong đi cuồng đao tam lãng hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Một bên bắc hà tán nhân đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tam lãng, vẫn là đổi về tam lãng đạo hiệu đi, tứ lãng quá chí mạng. Lệ chi tiên tử, tốt nhất đổi thành nhị lãng đi, tam lãng có đôi khi đều quá nguy hiểm. Bạch tiền bối phân thân lại nhìn phía trong tay mình ba cái tinh toản, nói, màu xanh lá chính là, chân thị đá quý, màu tím chính là, thế kiếp bảo thạch, màu đỏ là, hỏa diễm tinh toản. Mỗi loại tinh toản thuộc tính không giống nhau. Mặt khác, nếu như tinh toàn thiết lập là, mỗi người một khỏa, trong tay của ta xuất hiện ba cái có lẽ là bởi vì nguyên nhân của bọn nó. Bạch tiền bối phân thân đem, liếu yêu khinh vũ, bồn hoa cùng, lư sơn lộ ma tôn, thần đèn lấy ra ngoài. Khả năng bởi vì bọn hắn hai cũng bị xác nhận vì là, một người, cho nên trong tay của ta xuất hiện ba cái tinh toàn. Bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng nói, nếu là như vậy, trên người của ta có thông nương, quy tiền bối, lục tu tiên tử. Còn có ai đâu? Đúng rồi, còn có Diệp Tư, mặc dù nàng xem như ta linh quỷ, nhưng nàng hẳn là cũng xem như một cái hoàn chỉnh cá thể. Thì còn ai vào đây? Tống Thư Hàng lại đi bản thân hạch tâm thế giới liếc nhìn, đúng rồi, còn có sở các chủ. Giao bá chân quân nói, dạng này cũng chỉ có 5 người, ra bản thân ngươi cũng mới 6 người. Tống Thư Hàng cẩn thận nghĩ nghĩ, có lẽ, ta công đức chi quang cũng coi là một người tống tiền bối ngươi gian lận ngươi linh quỷ tính một người còn chưa tính công đức chi quang cũng coi như một người một mình ngươi liền chiếm ba người phần vũ nhu tử nói tống thư hàng ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi nói không chừng là cái kia con mắt cũng bị tính thành một người phần trên người hắn đồ vật loạn thất bát tao nhiều lắm bắc hà tán nhân như thế tới nói cái này tinh toản đích thật là lấy mỗi người một khỏa vì thiết lập vậy ta đem quy tiền bối lục tu tiên tử còn có sở các chủ phần của các nàng đưa cho bọn họ tống thư hàng nói hắn mắt nhìn trong tay mình tinh toàn đen xanh sắc chân thị đá quý một cái kim sắc tinh toàn một cái còn lại năm viên tất cả đều là màu tím thế kiếp bảo thạch bạch tiền bối kim sắc chính là cái gì đá quý tống thư hàng hỏi cùng màu đỏ đồng dạng là nguyên tố trong bảo thạch một loại hẳn là lôi thuộc tính lôi đình tinh toàn bạch tiền bối nói cái kia thế kiếp bảo thạch lại là cái gì loại hình? Trong tay của ta tất cả đều là thế kiếp bảo thạch chiếm đa số. Tống Thư Hàng hỏi. Tô Thị A thập lục nắm vuốt trong tay mình đồng dạng màu tím thế kiếp bảo thạch, nói cái này ta biết, thế kiếp bảo thạch là phòng ngự, nguyền rủa bảo vật. Hắn có thể phòng ngự chỉ ít 10 lần phổ thông nguyền rủa hoặc là tiếp nhận một lần tử kiếp hình, đại nguyền rủa Phòng ngự nguyền rủa nếu như vậy, ta lấy lấy liền không có cái gì dùng. Tống Thư Hàng nói, Diệp Tư lần này đã thức tỉnh, ăn nguyền rùa, thiên phú, nếu có người đối tống thư hàng phóng thích nguyền rùa, thì tương đương với cho Diệp Tư đút đồ ăn thêm đồ ăn. Nếu như người cảm giác, thay cướp nguyền rùa, vô dụng, có thể lấy nó đi đổi những vật khác. Bạch tiền bối phân thân đề nghị, loại bảo vật này, vận khí tốt, cầm lấy đi đổi, bát phẩm huyền thánh vật liệu, nói không chừng đều có người nguyện ý đổi. Chỉ từ giá trị đi lên nói, thế kiếp bảo thạch, khẳng định không bằng bát phẩm huyền thánh vật liệu nhưng nếu như vận khí tốt gặp gỡ vừa vặn cần nó tu sĩ, nói không chừng liền có thể đổi được hài lòng vật liệu. Tống Thư Hàng cười nói, vậy nếu như trong tay của ta có dư thừa đá quý, toàn bộ có thể đổi đi. Hắn nắm vuốt trong tay năm mai, thế kiếp bảo thạch, trước chuyển di hai cái đến, lục tu tiên tử, đại hải quy, bên cạnh. Hạch tâm thế giới bên trong. Lục tu tiên tử đã đem, vương bá chuyên gia chi thuẫn, hình thức ban đầu chế tạo xong, nàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Đang lúc lúc này, đinh đinh hai tiếng giòn vang. Lục tu tiên tử tâm can đột nhiên một nắm chặt, đầu óc đều đang run rẩy. Lại có vật liệu được đưa vào tới, lục tu tiên tử trong đầu, trước tiên hiện lên ý nghĩ này. Cái này giống như là có người đem nào đó bài hát làm thành mỗi sáng sớm điện thoại đồng hồ báo thức tiếng phía sau đối cái này bài hát tiếng tạo thành phản xạ có điều kiện. Sau đó vừa nghe đến cái này tiếng ca, liền sẽ đột nhiên tỉnh táo lại, đầu óc run rẩy nàng quay đầu hướng trên mặt đất nhìn một cái, kết quả phát hiện là hai cái xinh đẹp tử toàn. Đây là cái gì, tam thập tam thú trong tài liệu có loại vật này sao? Lục tu tiên tử nói. Tống thư hàng, lục tu tiên tử đừng sợ, lần này không phải vật liệu. Đây là Hoàng Sơn chân Quân đưa cho đoàn người lễ vật, kỳ danh, thế kiếp bảo thạch, có thể ngăn cản một lần tử vong cấp, nguyền rùa, hoặc là 10 lần phổ thông nguyền rùa. Người cùng quy tiền bối các một cái. Lễ vật, lục tu tiên tử nhặt lên màu tím tinh toản, trong lòng vậy mà dâng lên một trận cảm động. Gặp quỷ cảm động, nàng đây là bị nghiền ép quá thảm rồi, sau đó tống thư hàng tùy tiện cho chút ít ân tiểu huệ, liền để nàng vui vẻ ghê gớm. Quy tiền bối cũng tiếp nhận cái này màu tím tinh toản, ta cũng có phần. Người người có phần, tống thư hàng nói. Hừm, rất đẹp, bất quá, ta đối tinh toản loại đồ vật không có gì yêu thích. Có rượu ngon sao? Ta dùng tinh toàn thay xong rượu, Quy Tiền Bối nói: "Lục Tu tiên tử, ta có, cùng ta đổi. Một đôi xinh đẹp màu tím tinh toàn, nàng có thể chế tạo một đôi khuyên tai." Tống Thư Hàng mỉm cười, cứ như vậy, Lục Tu tiên tử trạng thái bùng nổ cũng đã nhận được cải thiện, rất tốt. Sau đó, hắn lại cho Thông Nương đưa một cái. "Ta cũng có phần." Thông Nương vui vẻ nói: "Tống Thư Hàng, người gặp có phần, dù sao ngươi là ta yêu sủng, ta không thể bạc đãi ngươi." Thông nương ôm tinh toàn, cười vui vẻ. Một bên cửu tu Phượng Hoàng Đao khẽ chấn động. Tống Thư Hàng ý thức nhẹ nhàng lướt qua cửu tu Phượng Hoàng Đao, sau đó hắn lại đem ý thức chuyển rời đến sở các chủ cái kia. Sở tiền bối có khỏe không? Tống Thư Hàng hỏi. Sở các chủ nói như thế nào đây? Trên tổng thể coi như không tệ. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, thăng cấp hoàn tất, hoạt tuyển công hiệu tăng lên mảng lớn sở các chủ thân thể bắt đầu trọng sinh trắng noán cổ lại lần nữa khôi phục không ít. mặc dù trọng sinh tốc độ rất chậm, nhưng chỉ cần có đầy đủ trường thời gian, nàng một ngày nào đó hội khôi phục. lễ vật cho ngươi, người người có phần. tống thư hàng đem một cái tinh toàn đặt ở sở các chủ bên cạnh. sở các chủ nhìn tinh toàn một chút, nói thế kiếp bảo thạch thứ này ta vô dụng, mà lại ta hiện tại chỉ còn cái đầu, cũng không thể để cho ta ngậm lấy hắn a. À tống thư hàng não bổ xuống màn này ân vẫn là không suy nghĩ nhiều sở các chủ cái này đá quý chính ngươi thu đi vậy ta liền không khách khí a có bao nhiêu còn có thể cầm lấy đi đổi bát phẩm huyền thánh vật liệu tống thư hàng cười hắc hắc nói ngươi muốn huyền thánh vật liệu làm gì sở các chủ hỏi chế tạo tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hắc hắc vậy ta rời đi trước tống thư hàng cười đem ý thức chuyển rời về tới sở các chủ đem đầu một nửa lẻn vào đến trong suối nước, nhàm chán thổi bóng phao. Bát phẩm huyền thánh vật liệu, đáng tiếc nàng bích thủy các đã không thuộc về nàng, bằng không mà nói, bích thủy các trong bảo khố còn thu tập một số vật liệu. Và 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 và, và. tống thư hàng ý thức trở về hiện thế. Sở các chủ không cần tinh toán vậy trừ chân thị đá quý, lôi đình tinh toán bên ngoài, hắn còn có hai cái, thế kiếp bảo thạch có thể dùng đến giao dịch. Lúc này, trên đỉnh đầu, hạt mưa, rốt cuộc đình chỉ. Hình chiếu Hoàng Sơn đỉnh núi chỗ, Hoàng Sơn chân quân vị trí vẫn như cũ lơ lửng, kiếp vân, bất quá bởi vì có sương mù bao phủ, phía dưới đạo hữu thấy không rõ Hoàng Sơn chân quân trạng thái. Tới, lúc này, Chu nói khẽ. Đậu đậu cùng phù sinh tiên tử thân hình có chút dừng lại, hai yêu vũ đạo tiến vào giai đoạn kết thúc. Đỉnh đầu chỗ, tầng kia trong suốt tinh thể kết giới thượng đột nhiên có ánh lửa bạo phát, tựa hồ có nhìn không thấy chi vật, tại công kích trong suốt kết giới, ngăn cản Hoàng Sơn Tế Điển. Đồng thời, tại trong suốt tinh thể kết giới bên trên, lại có một cái hình ảnh bị hình chiếu tới. Đó là một trận phát sinh ở trong vũ trụ đại chiến. Là tam thập tam thú thần tông thế lực cùng những cái kia được xưng là thần minh, gia hỏa đại chiến. Có người tại tổ chức Hoàng Sơn Tế, đáng chết, đại chiến bên trong, thần minh một phương, một chỗ thần quốc bên trong phát ra tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó, thần minh một phương thế công biến điên cuồng lên. Tam thập tam thú thần tông một phương lộ vẻ có chút cố hết sức. Tình hình chiến đấu gay cấn. Mà lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện tại chiến tranh hình ảnh xó xỉnh bên trong, có một bóng người trống rỗng xuất hiện. Màu lam như áo choàng đồng dạng dày đặc tóc dài, đồng dạng màu lam lông nghi vừa dài lại mật. Là vân tước tử. mười 1318. xun dày đi mang thai đi ngu xuẩn ngụy thần nhóm. Huyền nữ Môn Vân Tước Tử tiền bối, tại sao lại xuất hiện ở song phương giao chiến chính giữa? Nàng hiện tại là trạng thái gì? Là nàng tự thân ý chí làm chủ trạng thái, vẫn là cửu u đại lão phụ thân trạng thái? Tống thư hàng đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Cùng lúc đó, khi nhìn đến Huyền nữ Môn Vân Tước Tử thân ảnh phía sau Tống thư hàng đột nhiên muốn hát một bài ca. Loại này muốn ca hát xúc động tới tốt lắm đột nhiên. Muốn hát liền hát, ai cũng đừng ngăn cản ta. Tiếp đó, Tống Thư Hàng rốt cục nhịn không được, bắt đầu hát lên, tút tút tút, tút 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 lỗ tút tút tút, tút tu, tút tút lỗ. Không cần, dừng lại, đây là cái gì ca a, đổi một bài bình thường có được hay không? Bên cạnh, Cửu Châu nhất hào quần, đạo hữu nhóm một mặt trá dị nhìn qua Tống Thư Hàng. Bá Tống Thánh Quân là thế nào? Vì mau đột nhiên liền lên tiếng đại sướng, mà lại hát còn như thế không cách nào hình dung. Vọng Thiên, ta đều đang hát cái gì a? À? giờ khắc này tống thư hàng liền chết tâm đều có ta đây là chúng ta sao tống tiền bối tạo hóa tiên tử ở trên thân thể ngươi vũ nhu tử chỉ tống thư hàng sau lưng nói a à, tốt 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 chờ đã tại sau lưng ta ục ục lỗ 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 vọng thiên tống thư hàng đã không biết phải nói gì mới tốt tô thị a thập lục nàng tại sau lưng ngươi đang hát nhìn qua nàng là nhân cách một trạng thái cũng chỉ có nhân cách một trạng thái tạo hóa tiên tử biết hát không hiểu thấu ca khúc. Nàng vì cái gì không về tạo hóa pháp phương cái kia, muốn phụ thân đến trên người của ta. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Nói thật, trên người hắn phụ thân đại lão đã đủ nhiều. Lúc này, một thân nho váy tạo hóa tiên tử, hai tay dơ lên cao cao, tiếng ca hát đến cao chỗ, a à a à ấy ra ra y y y nha. Tống Thư Hàng cảm giác có một loại không nói ra được lực lượng, từ tạo hóa tiên tử trên người tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Sau đó, cái này đạo lực lượng lại biến thành một đạo quang trụ, bắn về phía, thủy tinh kết giới, trong hình ảnh tam thập tam thú thần tông cùng, thần minh, ở giữa chiến trường. Vạn chúng chú mục bên trong, tại chiến trường trực tiếp trong hình ảnh, xuất hiện một người mới vật. Đó là một vị người mặc nho phục thư sinh, hắn có một cái to lớn, giá sách, trên đó chất đầy các loại thư tịch. Mà vị này thư sinh mặt, lại cùng Tống thư hàng giống như đúc. Đây là cái gì? Tống thư hàng trợn mắt hốc mồm. Tạo hóa tiên tử là đem tống tiền bối hình chiếu đến chiến đấu trong hình ảnh." Vũ Nhu tử nói. Lệ Chi tiên tử nghi ngờ nói, hình chiếu đến chiến đấu trong hình ảnh có chỗ lợi gì? Hình tượng này chỉ là trực tiếp mà thôi a." À. Đang khi nói chuyện, Tống thư hàng cảm giác đầu một trận choáng váng. Sau một khắc, hắn cảm giác mình ý thức một phân thành hai ba bộ phận vẫn như cũ lưu tại, Hoàng Sơn Tế Điển, hiện trường, cùng cửu châu nhất hào quần thành viên cùng một chỗ tham gia tế khúc. B bộ phận lại xuất hiện ở trong vũ trụ. Không sai, chính là tam thập tam thú thần tông cùng, thần minh, ở giữa chiến trường. Tạo hóa tiên tử thao tác phương thức, quỷ dị đến làm cho không người nào có thể hô hấp. Hắn còn tưởng rằng tạo hóa tiên tử là đem hắn hình tượng hình chiếu đến, trực tiếp hình ảnh, bên trong, không nghĩ tới tạo hóa tiên tử trực tiếp đem hắn ý thức hình chiếu đến sâu trong vũ trụ, bên trong chiến trường. Đây quả thực là dùng hết mang chiếu vào TV tin tức trực tiếp bên trong, sau đó liền trực tiếp đem hình chiếu bắn tại sự cố hiện trường đồng dạng quỷ dị. Tại đem tống thư hàng thân ảnh hình chiếu đi qua sau, tạo hóa tiên tử tiếng ca lại là biến đổi. Một đoạn yêu thương phong cách, ẩn chứa cực hạn tưởng niệm, lại vô cùng dịu dàng tiếng ca, từ trong miệng nàng vang lên. Bài hát này chính là trước đó, mê vụ mộng cảnh, thời điểm, tiên tử hát cái kia thủ. Không có ca từ, chỉ có tinh khiết phát âm. Nhưng mà, Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, Tô Thị A thập lục ba người trong đầu lại tự động hiển hiện một đoạn văn, cũng đem đoạn văn này thay vào đến trong tiếng ca. Rõ ràng không bỏ, lại không cách nào giữ lại. Rõ ràng trông thấy, lại không cách nào gặp lại. Rõ ràng đời này kiếp này, chỉ muốn lần nữa gặp ngươi. Nếu là có nhân sinh mới thật là tốt bao nhiêu, ta có thể tại mới thời gian, mới thành thị, lấy thân phận mới, sẽ cùng ngươi gặp nhau. Theo tiếng ca, Tống Thư Hàng lòng có cảm giác. Hình chiếu ở trong thái không, Tống Thư Hàng B, đưa tay chụp một cái, hạch tâm thế giới chi môn bị mở ra. Thánh nhân chi nhãn xuất hiện, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thì ra là thế. Là bởi vì thấy được, phân tước từ tiền bối, thân ảnh, cho nên tạo hóa tiên tử, nho ra thánh nhân chi nhãn mới có sở cảm ứng, hành động. Đã như vậy, tiền bối ngài nguyện vọng, liền từ ta đại ngài thực hiện đi." Tống Thư Hàng nói. "Thánh nhân nguyện vọng, chính là đi gặp Vân Tước Tử một mặt. Tại Vân Tước Tử tiền bối không có biến mất trước, đi gặp nàng đi. Vô luận nàng là trạng thái gì, để thánh nhân con mắt gặp nàng một chút liền tốt." Tống Thư Hàng thử khống chế bản thân hình chiếu. Trong vũ trụ, hình chiếu đi ra thư sinh Tống Thư Hàng bước chân hướng về phía trước đạp đi, bước ra một bước liền có màu đen hoa sen xuất hiện nâng thân hình của hắn. Hắn thi triển quân tử vạn lý hành thân pháp, ở trong không gian như dẫm trên đất bằng, cấp tốc hướng Vân Tước Tử vị trí chạy đi. Trong vũ trụ trận chiến đấu này, không phải hắn có thể nhúng tay. Không có bạch tiền bối, viễn cổ thánh viên hư ảnh hách, không có xích tiêu kiếm, cùng Cửu Tu Phượng Hoàng đao, nơi tay, hắn chỉ là một vị đáng yêu tứ phẩm tiểu tu sĩ. Loại này bảy, bát, cửu phẩm đại lão chiến đấu, hắn vẫn là tránh xa một chút tương đối tốt. Lại thêm cỗ này hình chiếu chi thân là, tạo hóa tiên tử, tiếng ca cấu thành, cùng tại, mê vụ thế giới, đồng dạng, chỉ có thể sử dụng nho ra công pháp, thiên phú dị năng cùng quyền pháp chiêu thức. Tại là, tống thư hàng thi triển quân tử vạn lý hành, chuẩn bị lặng lẽ rời xa chiến trường. Nhưng vào lúc này, tại một chiếc tam thập tam thú thần tông, chiến hạm bên trong, có một thanh âm truyền ra. Bá tống tiền bối, ngài quả nhiên cũng đến đây, ta liền biết ngài nhất định sẽ xuất hiện tiền bối, mời ra tay làm chết bọn này ngụy thần, để bọn hắn biết ngài lợi hại. Một thanh âm gieo hò nói. Cái này hình như là hồ yêu, độc cô bạch, thanh âm, thanh âm này xuyên thấu qua, chiến hạm, đặc thù sóng âm hệ thống, trực tiếp ở trong không gian quanh quẩn. Tống thư hàng. Chiến hạm bên trong, độc cô bạch một mặt hưng phấn. Hắn nhưng là được chứng kiến, bá tống huyền thánh, thực lực đơn giản mạnh đến để cho người ta ngạt thở. Hỏa diễm chi nhãn sâu ha là mở ra thần quốc, thần minh, tổng hợp chiến lực không kém gì cửu phẩm cấp bậc tồn tại, thậm chí tham dự qua viễn cổ thiên đình hủy diệt cuộc chiến. Nhưng là, bá tống huyền thánh nhưng có thể đem hỏa diễm chi nhãn toàn diện áp chế, đem đối phương đè xuống đất ma sát, đánh hỏa diễm chi nhãn liền cùng giết gà đồng dạng. Mà bây giờ, trong vũ trụ chỉnh thể chiến cuộc, Tam thập tam thú thần tông sơ lược chỗ hạ phong. Chủ yếu là thần minh, một phương đột nhiên triệt để cuồng bạo, bởi vì một trận Hoàng Sơn Tế, bọn chúng điên cuồng muốn kết thúc trong vũ trụ chiến đấu, sau đó đi ngăn cản Hoàng Sơn Tế. Hiện tại có bá tống tiền bối dạng này đại lão ra trận, chỉ cần lại đè lại địch quân một tôn có được, thần quốc, thần minh, tại bóng loáng thiên thạch thượng ma sát, ma sát, tam thập tam thú thần tông một phương khí thế lập tức liền có thể lên tới. Không chỉ có là độc cô bạch, liền ngay cả vị kia cầm cung lão giả khi nhìn đến tống thư hàng lúc, mặt già bên trên đều lộ ra mỉm cười. Vị này, Thế nhưng là ngoài ý liệu cường viện đây. Tống thư hàng ngẩng đầu vọng thiên, "Điệu Thấp a, ta chỉ là muốn điệu Thấp đi ngang qua có được hay không?" Nhưng bây giờ Điệu Thấp đã không thể nào. Chiến hạm bên trong độc cô bạch thanh âm, đưa tới, "Thần Minh, trận doanh chú ý." Trong nháy mắt, có ba tôn, Thần Minh, thân Tống thư hàng lướt đến. Tống thư hàng nhìn không thấu thực lực của bọn nó, trên thực tế ở đây Thần Minh đều là lục phẩm trở lên tồn tại, không có cái nào là nhược kê là thiên niên đệ nhất thánh cẩn thận cái kia một chiêu đao pháp chiêu kia đao pháp là xích tiêu tử chân truyền đủ để phần thiên diệt địa lại nhiều một số người đi lên vây giết hắn đừng cho hắn đảo loạn chiến cuộc mặc dù là tân tấn huyền thánh nhưng hắn chiến lược muốn lấy huyền thánh đỉnh phong đi đối đãi không thể xem thường thần minh trận doanh bên trong truyền ra mấy cái tỉnh táo phân tích thanh âm thân là thiên niên đệ nhất thánh trước mắt giới tu luyện nhân vật phong vân tống thư hàng tình báo bị rất nhiều người thu thập. Tấn thăng huyền thánh, đại bại phòng ngự cường hãn bí đao thánh quân, am hiểu đao pháp, có được trường sinh giả xích tiêu tử chân truyền, phần thiên hỏa diễm đao. Xích tiêu tử tại, trường sinh giả, bên trong đều cực kỳ nổi tiếng, chiêu bài của hắn, phần thiên hỏa diễm đao, tại cường giả đỉnh cao bên trong nổi tiếng rất cao. Đi qua cái kia tỉnh táo thanh âm phân tích phía sau lập tức lại có hơn 10 vị, thần minh, từ bỏ đối thủ của mình, Hướng Tống Thư Hàng vào tới, muốn vây giết hắn. Người sợ nổi danh heo sợ mập, Tống Thư Hàng trong đầu nhớ tới một câu nói như vậy. Không có bạch tiền bối hỗ trợ, không có xích tiêu kiếm, không có cửu tu phượng hoàng đao, liền công đức xả mỹ nhân đều còn tại bản thể bên người. Dưới tình huống như vậy, nhiều như vậy, thần minh, xông lại, vài phút liền có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, hắn có thể làm lựa chọn chỉ có một cái. Tới đi các ngươi những này ngụy thần, tống thư hàng đứng vững thân hình, trên người nho trang không gió mà bay. Nho ra kim cương thân toàn lực vận chuyển. Mắt trần có thể thấy chính khí hướng hắn tụ lại, đem tống thư hàng độ thành tiểu kim nhân. Tống thư hàng hai tay thả lỏng phía sau, tỉnh táo nhìn qua đến gần thần minh. Có thể là cảm ứng được tống thư hàng hiện trạng, thánh nhân chi nhãn lần này, chính khí, ngưng tụ tốc độ đặc biệt nhanh. Trong nháy mắt liền đã bổ sung năng lượng hoàn thành. Đồng thời, hướng hắn xông tới hơn 10 vị thần minh, đem hắn đoàn đoàn bao vây, cảnh giác nhìn qua hắn, phòng bị hắn, phần thiên hỏa diễm đao. Lúc này, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói các ngươi, biết cái gì là, hiếu, sao? Bởi vì hắn hiện tại thân thể là đặc thù hình chiếu, hắn phát ra thanh âm, trực tiếp tại trong vũ trụ vang lên, âm lượng rất cao, đinh tai nhức óc. Những này, thần minh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi biết tình thương của mẹ vĩ đại sao? Tống thư hàng lại nói. Thần Minh tiếp tục một mặt mộng bức. Hiện thế bên trong, Vũ Nhu Tử nhìn thấy một đoạn này, hưng phấn lên, đến rồi đến rồi, chúng ta cái này nội dung cốt truyện thật lâu rồi. Tô thị A thập lục, Cửu Châu nhất hào quần cái khác tiền bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì nội dung cốt truyện? Thể nghiệm tình thương của mẹ vĩ đại nội dung cốt truyện. Đặc biệt mang cảm giác ta lúc đầu cũng nghĩ thể nghiệm một lần. Vũ Nhu Tử giơ ngón tay cái lên nói, đang khi nói chuyện, trong hình ảnh, Vũ trụ thư sinh Tống thư hàng giơ tay lên, nhắm ngay một vị độc nhãn cự nhân bộ dáng thần minh, nói: "Chính là ngươi, trả lời ta, ngươi hiểu rõ tình thương của mẹ sao?" "Ta không biết, ta không có mẫu thân, bởi vì ta là trong viên đá đụng tới." Độc nhãn cự nhân lắc đầu trả lời. Chương 1319: Tại tình thương của mẹ hạ run rẩy đi. Tống thư hàng: "Cái này lúng túng, trả lời như vậy không theo sáo lộ đến." để cho người ta không tốt nói tiếp a. À. Một lát sau, Tống thư Hàng từ trong hàm răng gạt ra một chữ tốt. Lúc này thân thể của hắn cấu tạo đặc thù, trong miệng phát ra thanh âm lấy pháp lực hình thức trực tiếp tại trong vũ trụ truyền vang. Tốt một chữ này hồi âm, như sấm rền cuồn cuộn vang vọng. Đã ngươi không có thể nghiệm qua tình thương của mẹ, vậy thì thật là tốt, hiện tại có một cái miễn phí cơ hội để ngươi tự thể nghiệm hạ tình thương của mẹ vĩ đại." Tống thư Hàng nói độc nhãn cự nhân, a à, thần minh thân thể cấu tạo đồng dạng đặc thù, có được tải trong vũ trụ trực tiếp trao đổi thiên phú. Tại tình thương của mẹ hạ run rẩy đi, Tống Thư Hàng nói, lần này, trong tay hắn, thánh nhân chi nhãn cũng phá lệ phối hợp, chính khí hóa thành một đạo quang mang đánh vào độc nhãn cự nhân trên thân. Cái này nói, mang thai ngưng thị, tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản là không có cách tránh né. Vây quanh Tống Thư Hàng, thần minh, còn không có kịp phản ứng, độc nhãn cự nhân đã trúng chiêu. Người chơi hung ác mắt cự nhân, ngài bị, nho gia thánh nhân chi nhãn, mang thai ngưng thị đánh trúng, hiệu quả là 10 giây, mang thai thể nghiệm, cộng nửa canh giờ, sinh nở thể nghiệm. Này kỹ năng không cách nào miễn dịch, không cách nào chống cự, không cách nào tránh né, chỉ có cắn răng ngượng chống. Trúc quân hảo vận, nho gia thánh nhân mang thai ngưng thị phàm là thực lực thấp hơn nho gia thánh nhân tồn tại, đều không thể miễn dịch một chiêu này mà bây giờ nho gia thánh nhân chỉ còn lại con mắt cái này mang thai ngưng thị pháp thuật hiệu quả giảm bớt đi nhiều nhưng là chấn áp một thế nho gia thánh nhân pháp thuật coi như giảm một chút vẫn là thế giới đỉnh tiêm nhất lưu cấp bậc trường sinh giả trở xuống tu luyện giả trừ phi thân nghi ngờ đặc thù pháp khí nếu không đều không thể miễn dịch cái này bá đạo mang thai ngưng thị độc nhãn cự nhân mặc dù không biết là cảnh giới gì nhưng nó còn không có ngưng tụ bản thân thần quốc liền cửu phẩm cũng chưa tới chúng chiêu phía sau mang thai ngưng thị lập tức có hiệu lực. Độc nhãn cự nhân bụng bành trướng. Một giây bành trướng một vòng. Chưa từng có, sinh con, chức năng này độc nhãn cự nhân tốt hoảng, đây là cái gì? Đây là có chuyện gì? Mười giây qua đi, độc nhãn cự nhân bụng lớn đến để cho người ta kinh ngạc trình độ. Bụng của nó biến cùng bản thể hắn không xê xích bao nhiêu. Loại này khoa trương mang thai trình độ, tống thư hàng đều rất trá dị ngay sau đó độc nhãn cự nhân tại tình thương của mẹ hạ run rẩy hắn bắt đầu trải qua kinh khủng sinh nở thống khổ bụng càng lớn sinh nở lúc thống khổ liền sẽ gia tăng độc nhãn cự nhân cái kia khoa trương bụng lớn nhỏ để hắn tiếp nhận đến trước nay chưa có thống khổ hắn ôm bụng của mình trong hư không lăn lộn ngón tay của hắn không ngừng hướng vồ vào không khí đau quá đau quá đau quá đây là cảm giác gì thật thống khổ độc nhãn cự nhân tiếng kêu rên liên hồi coi như kiên cường nữ ý chí, tại loại này, không thể miêu tả kịch liệt đau nhức phía dưới, cũng không hề có tác dụng. Loại này kịch liệt đau nhức là thân lý, tâm lý thượng song trọng đả kích. Tự cùng ngay lúc đó Tống Thư Hàng đồng dạng, Tống Thư Hàng ý chí tại, xem xét bí thuật, cường hóa dưới, coi như trên người bị chặt ra hơn 10 đạo sâu đủ thấy xương thương, hắn cũng có thể làm được liền mày cũng không nhăn một chút. Nhưng là sinh nở loại kia hoàn toàn trái với thân thể nam nhân cấu tạo thống khổ, là mạnh hơn, ý chí, đều không thể miễn dịch. Bên cạnh vây quanh tống thư hàng ngụy thần hít vào một ngụm khí lạnh. Độc nhãn cự nhân tại trong vòng 10 giây mang thai, đồng tiến nhập sinh con quá trình. Đây là bá tống huyền thánh kỹ năng. Bị tia sáng kia đánh chúng, liền sẽ mang thai bá tống huyền thánh hải tử. Pháp thuật kia xảy ra nhân mạng, đáng sợ đến làm cho không người nào có thể hô hấp. Thiên niên đệ nhất thánh tại chúng, thần minh, trong lòng nguy hiểm đẳng cấp, lại tăng lên một cái cấp bậc. Hoàng Sơn Tế Điển Hiện Trường Vũ Nhu Tử, ha ha ha, cái tảng đá này đụng tới ra hỏa chúng chiêu. Liền xem như trong viên đá đụng tới, muốn mang thai vẫn là muốn mang thai. Cái bí pháp này, quá khốc. Cửu Châu Nhất Hào Quần, Đạo hữu không khỏi âm thầm lui một bước, cùng Tống Thư Hàng bản thể kéo dài khoảng cách. Chừng ai ai mang thai kỹ năng quá, quá cái kia. Tô Thị A thập lục thở dài, vì tống thư hàng tẩy trắng, kỳ thật cái này bí thuật cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng như thế. Cái này bí thuật là nho ra giáo dục hình bí pháp, phối hợp trị hiếu, thiên dạy bảo dung. Ta ít đọc sách, a à thập lục ngươi không cần lừa phỉnh ta. Tuyết lang động chủ nói. Si sì cư sĩ nói, ta biết không ít nho ra đạo hiếu, nhưng ta chưa từng nghe qua nho ra còn có loại này dạy học phương thức. Là thật, tạo hóa tiên tử nói qua, đây là nho gia thánh nhân nghiên cứu ra đến dùng để để cho người ta thể nghiệp, tình thương của mẹ vĩ đại pháp thuật chờ tống tiền bối trở về ta nhất định cũng phải thử ngô vũ nhu tử nhanh chóng che miệng của mình lệ chi tiên tử nhìn về phía hằng hỏa chân quân hằng hỏa đạo hiếu đây là sự thực sao hằng hỏa chân quân cười khổ lắc đầu các ngươi cũng biết chúng ta nho gia trước kia bị qua đại kiếp thánh nhân lúc đó lưu lại điển tịch trăm không còn một thánh nhân lúc đó nghiên cứu ra được pháp thuật, truyền thừa xuống càng là ngàn không còn một. Nói, hắn ngắm nhìn lúc này tống thư hàng sau lưng, tạo hóa tiên tử, vị này cách ăn mặc cùng hệ thống sức mạnh, tựa hồ thật đúng là nho ra nhất hệ. Bất quá, cái bí pháp này thẳng tới thẳng lui, rất dễ dàng bị khám phá. Bạch tiền bối phân thân nhíu mày nói. Hình chiếu ở trong thái không, thư sinh tống thư hàng, lúc này bị địch nhân đoàn đoàn bao vây, chỉ dựa vào lấy, mang thai ngưng thị, rất khó chịu đựng được. Cần ta đi hỗ trợ sao? Thư hàng, bạch tiền bối phân thân hỏi. Tống thư hàng bản thể lắc đầu, bạch tiền bối không vội, xem ta. Nhất tâm nhị dụng, hắn đã sớm quen thuộc. Trong vũ trụ, độc nhãn cự nhân tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm, để người nghe rơi lệ, không khỏi sinh ra lòng thương hại. Không cần để hắn có phát xả bí pháp cơ hội, sóng vai lên một vị đầu sinh to lớn sừng hưu, nửa người trên là nhân loại bộ dáng, nửa người dưới là hưu thân, thần minh, trầm giọng nói. Hắn thân cao mười thước anh, hai tay các bắt một đôi lưu tinh trùy. A, à, là hưu A, à, ngươi là bát phẩm cấp sao? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi. Nửa người nửa hưu thần minh lắc đầu. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng đối hắn vươn tay ra. ba Tống Huyền Thánh, đồng dạng chiêu thức đối với ta là vô dụng. Nửa người nửa hưu thần minh nhanh chóng nhảy lên, tránh né tống thư hàng muốn bắn ra quang mang đồng thời thân hình của hắn không ngừng ngẫu nhiên nhảy tương một khắc cũng không ngừng lại hắn là lý trí hình thần minh tống thư hàng mang thai ngưng thị dùng qua một lần phía sau hắn lập tức tìm ra cái bí pháp này ứng đối chi pháp mang thai ngưng thị hiệu quả đáng sợ phát xạ tốc độ lại nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng nếu như bị khóa định liền xong đời bất quá bào thai này ngưng thị phương thức công kích là thẳng tắp công kích đồng thời bá tống huyền thánh tốc độ xuất thủ lại không vui hẳn là pháp thuật này muốn thi triển lúc cần một đoạn tụ khí thời gian đã như vậy muốn trốn tránh cái này để người ta mang thai pháp thuật cũng rất dễ dàng chỉ cần không ngừng nhảy nhót không có tiết tấu nhảy loạn liền sẽ không bị bá tống huyền thánh khóa chặt đối phương liền không cách nào đem tia sáng bắn tới hắn các ngươi cũng giống như ta nhảy ca tương hành động xử lý bá tống huyền thánh nửa người nửa hưu thần minh lớn tiếng kêu lên. Tại là, ngoại trừ đã mang thai sinh nở, độc nhãn cự nhân, bên ngoài, cái khác vây quanh tống thư hàng thần minh toàn bộ bắt đầu nhảy tương. Bọn hắn một bên nhảy lấy, một bộ phận cận chiến hình thần minh hướng tống thư hàng tới gần, công kích từ xa hình, pháp thuật cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tại nhảy nhót bên trong khóa chặt tống thư hàng. Người rất thông minh, bất quá, tại tình thương của mẹ hạ run rẩy đi. Tống thư hàng tay phải dơ cao, đem, mang thai ngưng thị, hướng lên vọt tới. Vây quanh tống thư hàng thần minh sững sờ, cái này xạ tuyến hướng không chung vọt tới làm gì? Chẳng lẽ còn có thể trên không trung hạ xuống hay sao? Đúng lúc này, một vị đầu sinh thú tai nam tử tóc bạc đột nhiên bước ra không gian, trong tay hắn tế lên một mặt thanh đồng cổ kính nhắm ngay, mang thai ngưng thị, trùng tới. Mang thai ngưng thị, bắn tại cổ kính bên trên, lại thông qua cổ kính phản xạ, chính xác rơi vào nửa người nửa hưu thần minh trên thân. Nửa người nửa hưu thần minh lại thế nào nhảy nhót, cũng né tránh không được, cổ kính, phản xạ đi ra quang mang. Bụng của nó thật nhanh bành trướng, 10 giây sau liền bành trướng đến để nó tuyệt vọng cấp độ. Cuối cùng, hắn bước lên, độc nhãn cự nhân, theo gót, trong hư không quay cuồng lên, tiếng kêu thê thảm cộng hai, làm cho lòng người nát. Thú tai nam tử rơi vào tống thư hàng bên người, đối tống thư hàng dơ trưởng nói, tam đại nhập võ trướng. Mười năm hướng bát hoang, tam hiến phụng loan thương, thú nhạc tại sơn cốc, thần kinh bối tử mạch, tông bá chính thừa xuân, tống thư hàng một mặt mộng bức. Đây là dấu đầu thi, bá tống đạo hữu nghe thi thủ, hợp lại chính là tam thập tam thú thần tông, ý tứ. Thú tai nam tử tóc bạc hít mắt đối tống thư hàng nói, tam thập tam thú thần tông, phong kiều tử, gặp qua bá tống đạo hữu tống thư hàng đây là thi nhanh cho toàn hoa hạ thi nhân xin lỗi a à. bất quá hắn vẫn là vươn tay ra cùng phong kiều tử chạm nhau một trường phong kiều tử ước chừng là thất phẩm hoặc bát phẩm tu vi bản thân cũng không có nắm giữ không gian năng lực hắn hiện thân lúc không gian chi môn là tam thập tam thú thần tông bên trong kiếp tiên đại năng vì hắn mở ra mà trong tay hắn cổ kính nhìn không ra là đẳng cấp gì pháp bảo vừa rồi phối hợp chính là phong kiều tử thông qua, truyền âm nhập mật, phương thức, trước đó cùng tống thư hàng câu thông, sau đó hai người ăn ý hoàn thành một lần tập kích. Tiếp đó, là thời điểm khiến cái này ngụy thần minh bạch thi nhân mị lực. Phong kiều tử nói, tống thư hàng, thi nhân mị lực, mang thai, tại tình thương của mẹ cảm nhiễm hạ, cảm thụ sinh nở mị lực, sau đó, run rẩy đi. Một bài mới thơ hiện đại, hiến cho các ngươi, phong kiều tử dơ lên thanh đồng cổ kính. Tống thư hàng, cái này đáng sợ thơ hiện đại để tống thư hàng đại não cũng bắt đầu run rẩy bất quá hắn vẫn là cùng phong kiều tử phối hợp lại mang thai ngưng thị trực tiếp đối cổ kính xạ kích phong kiều tử khống chế cổ kính chiết xạ mang thai ngưng thị tia sáng nguyên bản thẳng tới thẳng lui xạ tuyến tại cổ kính chiết xạ dưới phương thức công kích biến quỷ dị mấy hơi sau vây công tống thư hàng thần minh toàn thể mang thai tiến vào dài đến nửa canh giờ mang thai hình thức. Nửa canh giờ thời gian, tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, đủ để cho bọn chúng chết đến một vạn lần. Suốt cục, thần minh trận doanh, bên trong, một tôn có được thần quốc thần minh nhìn không được. Nếu để cho Tống Thư Hàng cùng Phong Kiều Tử tiếp tục phối hợp, toàn bộ chiến trường thần minh đều muốn mang thai. Một cái hàn băng thần quốc trực tiếp tại Tống Thư Hàng cùng Phong Kiều Tử trước mặt mở ra. Sau một khắc, một tôn như hàn băng tạo thành nữ tử từ thần quốc bên trong hiện thân. Phong kiều tử con ngươi nheo lại. Đến rồi, rốt cục có nữ thần hiện thân. Vừa rồi một mực để những cái kia cầu thả hắn tử thần minh mang thai, hắn đều có chút buồn nôn. chương 1320, đại năng quả nhiên đều ưa thích chụp tròng mắt chơi. Đặc biệt là những cái kia cầu thả hán tử thần minh lúc mang thai tiếng kêu thảm thiết, đơn giản cay lỗ tai. Hiện tại rốt cục có một tôn nữ thần đăng tràng. Quả nhiên, chỉ có nữ thần mới là thích hợp tiếp nhận, mang thai ngưng thị tốt nhất Phật dẫn. Mặc dù tôn này nữ thần thực lực mạnh điểm, ngưng tụ thần quốc. Bất quá, chỉ cần để hắn tóm lấy cơ hội cùng bá tống huyền thánh phối hợp tốt, làm theo có thể làm cho tôn này nữ thần nếm thử mang thai tư vị. Phong kiều tử thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, tôn này như hàn băng tạo thành nữ thần từ thần quốc bên trong bước ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tống thư hàng cùng phong kiều tử. Nàng vừa hiện thân, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống, hàn ý thấu xương. Tới đi, bá tống, hàn băng tạo thành nữ thần đột nhiên giang hai cánh tay, đối tống thư hàng nói, hướng ta phát xạ tia sáng, ta sẽ không tránh né. Tống thư hàng, phong kiều tử trong lòng hơi động, dùng ngâm tụng thơ ca phương thức nói, cẩn thận, bá tống đạo hiếu, đối phương, là hàn băng hệ thần linh, nói không chừng là muốn, ngưng tụ băng kính, phản xạ ngươi, mang thai tia sáng. Hắc, mang thai ngưng thì cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể chiết xạ đồ vật. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hắn đưa tay nhắm ngay hàn băng nữ thần, trực tiếp kích hoạt thánh nhân chi nhãn. Tia sáng, ba, một chút bắn ra, rơi trên người hàn băng nữ thần. Nàng không có tránh né, cũng không có giống phong kiều tử nói như vậy ngưng tụ băng kính đến phản xạ tia sáng. Mang thai ngưng thị rơi trên người hàn băng nữ thần. Bụng của nàng nhanh chóng nâng lên, mấy giây về sau đã gióng lên một cái tiểu cầu hình, banh ra nàng phần bụng quần áo, mà lại bụng còn tại không ngừng biến lớn. Đây chính là mang thai cảm giác sao? Thật sự là đặc thù cảm giác, ta phảng phất cảm giác được có một cái tiểu sinh mệnh tại ta trong bụng thành hình. Nàng nhẹ nhàng sờ lấy bụng của mình, băng lãnh trên mặt vậy mà lộ ra mấu tính hào quang. Mười giây về sau, nàng mày nhân lại, dài đến nửa canh giờ sinh nở thống khổ dáng lâm. Nàng nhẹ nhàng vuốt bụng của mình, nhìn về phía Tống Thư Hàng, cảm ơn ngươi, bá Tống Huyền Thánh. Ta nhớ được, ngươi họ Tống đúng không? Tống Thư Hàng, lúc này hỏi ta dòng họ là muốn làm gì? Làm cảm tạ, tại giết chết ngươi về sau, ta sẽ đem đứa bé này sinh ra tới. Sau đó, dựa theo các ngươi người hoa loại tập tục, ta sẽ để đứa bé này theo cha họ, bất kể là nam hài vẫn là nữ hài, đều sẽ họ Tống. Hàn băng nữ thần ngẩng đầu lên, đối Tống Thư Hàng nhoẻn miệng cười, ngươi trước khi chết, muốn hay không cho đứa nhỏ này lấy cái danh tự. Tống Thư Hàng Tỷ, kỳ thật, mang thai ngưng thị, không phải thật sự mang thai, chỉ là nho ra thánh nhân khai phát đi ra để đệ tử thể nghiệp, 10 tháng hoài thai, sinh nở thống khổ pháp thuật. Pháp thuật hiệu quả sau khi kết thúc, bụng liền khôi phục, căn bản không có khả năng sinh ra hài tử có được hay không. Cái này muốn thật có thể sinh ra một đứa bé, đây mới thực sự là không khoa học. Thế nào, nghĩ kỹ tên của hài tử sao? hàn băng nữ thần đưa tay vuốt phình lên bụng dưới, ôn nhu hỏi. Mà tại nàng cha hỏi đồng thời, hàn băng lực lượng tạo thành, vực, đem tống thư hàng, phong kiều tử phong tỏa. Liền không gian đều bị ảnh hưởng, phòng ngừa thư hàng cùng phong kiều tử dùng không gian lực lượng đào thoát. Hoàng Sơn tế hiện trường. Vũ nhu tử kinh ngạc hỏi, tống tiền bối, mang thai ngưng thị thật sự sẽ sinh ra bé con đến. Cuồng đao tam lãng tê, nếu như vậy liền đáng sợ, trong vũ trụ nhiều như vậy nam thần linh đều muốn vì tống đạo hữu sinh con. Tống tiểu hữu trong vòng một đêm thành thật nhiều hài tử ba ba. Tống thư hàng bản thể khóe miệng co giật, làm sao lại có loại này thao tác. Mang thai ngưng thị chỉ là một cái thể nghiệm, mang thai, sinh nở nỗi khổ, pháp thuật, làm sao có thể thật sự sinh ra hài tử. Đáng tiếc, một vị xa lạ tiên tử chẳng biết lúc nào tụ tập tại, cửu châu nhất hào quần, các đạo hữu ở giữa, nếu như cái này, mang thai ngưng thị có thể trực tiếp sinh con, ta liền giải thoát rồi. Là ngươi, tính hắc quẻ, bác hà tán nhân lập tức tỉnh ngộ lại, hiểu rõ nhất ngươi người liền là của ngươi đối thủ, thân là đồng quái tiên sư cả đời đối thủ, bác hà tán nhân từ một câu bên trong liền đánh giá Gia vị này lạ lẫm tiên tử thân phận. Lạ lẫm tiên tử, ngọa thảo, ta đã nói một câu, ngươi liền đem ta nhận ra. Ngươi chúc cầu, cửu châu nhất hào quần đạo hiếu, trước tiên nhìn về phía, lạ lẫm tiên tử, thân thể, nhìn nàng mặc trên người thất thải tiên thường tính hắc quẻ lại là tiên tử cuồng đao tam lãng cả kinh nói lệ chi tiên tử vuốt vuốt huyệt thái dương ta có chút không thể nào tiếp thu được cái này thiết lập ta tình nguyện tính hắc quẻ giống như bạch hạc là người lưỡng tính zyjs lệ chi đạo hiếu bạch hạc đạo hiếu chỉ là còn không có xác định giới tính chỉ có thể coi là trung tính cùng người lưỡng tính vẫn có khác biệt khoái nhạc cư sĩ giảng có đạo lý ta đỉnh cư sĩ Giao bá chân quân giơ ngón tay cái lên nói. ZYJS, tạ ơn, bất quá ta không phải khoái nhạc cư sĩ. Tống thư hàng bản thể nhìn về phía tối nhạc cư sĩ, cư sĩ vẫn là nhanh lên tấn thăng bát phẩm đi, bằng không hắn người đứng xem này đều tâm thật mệt mỏi. Ngây thơ, đồng quái tiên sư đưa tay vũ nghị sờ lấy bản thân trắng nõn là gương mặt, ta đã đem chính mình dịch dung thành nữ tính, há lại sẽ không xử lý một chút trên người, tiên y. Cái này thân thất thải váy, đương nhiên là đi qua ta ngụy trang xử lý ta tính chân thực đừng lại thế nào khả năng tùy tiện để cho các ngươi biết ngây thơ cửu châu nhất hào quần thành viên rất muốn đánh người làm sao bây giờ tống thư hàng bản thể chuyển mắt nhìn về phía vũ trụ đại chiến trực tiếp hình ảnh trong hình ảnh huyền nữ môn vân tước tử tiền bối tựa hồ còn đang ngẩn người trạng thái nàng cuộn thành một đoàn ở tại nàng hiện thân chỗ không nhúc nhích phải nghĩ biện pháp thoát thân đến gần vân tước tử tiền bối mới được. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá bây giờ, như thế nào thoát khỏi hàn băng nữ thần, là cái vấn đề đau đầu. Trước hết để cho trong vũ trụ, thư sinh Tống Thư Hàng trốn hạch tâm thế giới. Chỉ là hạch tâm thế giới từ nơi nào tiến, từ nơi nào ra. Nếu như hàn băng nữ thần ôm cây đợi thỏ, hắn trốn hạch tâm thế giới cũng không có ý nghĩa. Hoặc là, để công đức xà mỹ nhân tiến vào chiến cuộc, chế tạo thoát thân cơ hội. Tống Thư Hàng nắm vuốt lông mày, khổ sở suy nghĩ. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Cuồng Đao Tam Lãng nụ cười trên mặt thu liếm Hắn nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm trong tấm hình, huyền nữ Môn Vân Tước Tử. Hắn muốn trước tiên tiến về chiến trường, đi đón Sở Vân Tước Tử. Vân Tước Tử tiền bối đi lên, tạo hóa pháp phương lên tiếng nói. Ngoại trừ Thư Hàng cùng Tam Lãng bên ngoài, hắn là cái thứ ba chú ý Vân Tước Tử người. Trực tiếp trong hình ảnh huyền nữ môn vân tước tử ôm đầu, co lại co lại đứng lên. Nàng nguyên bản màu băng lam hai mắt lúc này lại là xích hồng chi sắc. Tống thư hàng trong lòng chợt lạnh, điều này hiển nhiên là cửu u đại lão phụ thân hình thái. Huyền nữ môn vân tước tử sau khi đứng dậy, hai mắt như chim ưng chi nhãn liếc nhìn toàn trường. Nàng tựa hồ tại tìm kiếm thứ gì? Mà tại, thư sinh tống thư hàng, vị trí. Ba tống đạo hữu hiểm hộ ta, ta đại chiêu đã nhanh chuẩn bị hoàn thành, tranh thủ một hơi đem vị này, Hàn Băng nữ thần phong ấn. Phong Kiều Tử hướng Tống thư hàng truyền âm nhập mật nói: "Tống thư hàng tốt, xin mau sớm. Hạch tâm thế giới, lối vào đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu là Hàn Băng nữ thần thi pháp công kích, hắn có thể trong nháy mắt đưa nàng công kích dẫn đạo đến Đông Chi Điện, vị trí đi. Thân là Bắc Phương Đại Đế cung điện, Đông Chi Điện tuyệt đối có thể ngăn được Hàn Băng nữ thần công kích. Đã đến giờ, ba tống người đã mất đi đối hài tử mệnh danh quyền hàn băng nữ thần đưa tay mơn trớn bờ môi của mình chết đi nàng há mồm phun một cái cực hạn hàn ý từ trong miệng nàng phun ra bao phủ tống thư hàng cùng phong kiều tử đồng thời lại có một thanh hàn băng chi kiếm đột nhiên hiện ra chạm tại phong kiều tử trong tay cổ kính bên trên phong kiều tử không tốt hàn băng nữ thần nhếch miệng lên thật sự cho rằng ta nhìn không thấu được ngươi nhóm muốn làm gì sao muốn phong ấn ta nghĩ quá đương nhiên nữ thần nhếch miệng lên độ cong tạo thành băng mỹ nhân mỉm cười mị lực giá trị gia tăng mấy cái cấp bậc nhưng sau một khắc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bắt đầu vặn vẹo tràn đầy vẻ thống khổ một nói tóc xanh tóc dài thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt nàng cưỡng ép đột phá đến nàng băng tuyết lĩnh vực bên trong đồng thời tóc xanh thân ảnh vung đầu nắm đấm không kích chọc vào nàng trên bụng a a a a a mang thai nỗi khổ Sinh nở thống khổ tăng thêm cái này một bụng kích chi quyền, Hàn Băng nữ thần lúc này thừa nhận thống khổ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nàng diện mục vặn vẹo, gắt gao tiếp cận cái này tóc xanh thân ảnh, ngươi là ai? Tóc xanh thân ảnh hai mắt đỏ ngầu tiếp cận Hàn Băng nữ thần cút. Sau một khắc, Hàn Băng nữ thần tâm thần kịch chấn, nàng nhìn thấy một cái núi thây biển máu, tà ma loạn vũ thế giới, ẩn chứa to lớn vô cùng kinh khủng, vô tận tội ác chi nguyên phàm là nàng có thể tưởng tượng đến hết thảy sợ hãi cùng tà ác chi vật, đều có thể trong cái thế giới này tìm tới nguyên hình. Hàn băng nữ thần liên tiếp lui về phía sau. Ngài không phải tam thập tam thú thần tông thành viên, vì sao muốn ngăn cản ta? Nàng gắt gao bưng bít lấy bụng mình, nhìn qua tóc xanh thân ảnh. Lăn hoặc chết, nữ tử tóc làm âm thanh lạnh lùng nói. Hàn băng nữ thần hít sâu một hơi, một lát sau, nàng chậm rãi lui lại, lui vào bản thân thần quốc bên trong tại đối mặt nữ tử tóc lam này lúc, nàng căn bản đề không nổi một tia chiến ý. Giữa song phương tranh lệch, giống như thiên địa khoảng cách. Là trường sinh giả, thậm chí là trường sinh giả bên trong người nổi bật. Hàn băng nữ thần lui về thần quốc phía sau nhanh chóng đem cái này tin tức truyền lại cho ở đây tất cả thần minh. Một lời quát lui hàn băng nữ thần phía sau nữ tử tóc lam lại quay đầu nhìn về phía tống thư hàng. Quả nhiên không phải bình thường hình thức vân tước tử tiền bối, nếu không căn bản là không có cách một lời quát lui cửu phẩm cấp thần minh. Tống Thư Hàng thở dài. Người vừa rồi dùng cái kia con mắt, sao ra? Vân Tước Tử bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng còn chưa kịp tới trả lời, thánh nhân chi nhãn, lại chủ động bật đi ra. Huyền nữ môn Vân Tước Tử thân ảnh, chiếu dọi tại, thánh nhân chi nhãn, trong con mắt. Mơ hồ trong đó, Tống Thư Hàng nhìn thấy, thánh nhân chi nhãn, bên trong có tầng một xương mù hiển hiện. Suốt cuộc lại gặp được ngươi, thánh nhân chi nhãn. Suốt cuộc lại gặp được ngươi, nho ra thánh nhân. Huyền nữ môn vân tước tử khóe miệng quét ra, lộ ra một cái tiêu chuẩn nhân vật phản diện cười ta. Ở sau lưng nàng, mơ hồ có một cái thể lỏng quả cầu kim loại hư ảnh hiển hiện. Ta tìm ngươi tìm thật đắng. Huyền nữ môn vân tước tử đưa tay chụp vào thánh nhân chi nhãn. Thánh nhân chi nhãn chủ động ôm ấp yêu thương, rơi vào huyền nữ môn vân tước tử trong tay. Ha ha, nho ra thánh nhân, một màn này, người lúc còn sống nhất định không nghĩ tới đi. Huyền nữ môn vân tước tử phát ra cười to, nàng đưa tay hướng mắt trái của chính mình khẽ chụp, đem một quả con mắt chụp đi ra. Ngọa thảo, năm đó đại năng quả nhiên ưa thích chụp trong mắt của mình. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 99